Rửa phòng nó đẹp vậy. Ra đầm xếp ly ha, xả 100 ngàn,
60 đến 78 kg, phá trăm ngàn, đầm vàng, ai chốt chốt đây. Ha. Nè, có một con áo liên dệt nè, đẹp không mấy chị, dưới 85 kg. Nè, bán cho mấy chị chốt giùm em áo màu hồng 60 ngàn, chốt lẹ đi mấy chị. Chốt lẹ nay bán mai nghỉ cho bán kiểu này đùm má tiền đâu bán nữa. Áo 70 ngàn ai hốt nè. Áo 70 ngàn còn cái nè. Áo 70 ngàn của Nam Nguyễn Đặng Anh Thu nè. Áo 70 ngàn nè. Đặng Anh Thu 70 ngàn. Thanh Thúy đầm bàn 100 ngàn. Hello hello hello. Thanh Thúy 60 ngàn bán gì vậy chị Ngọc? 60 ngàn em bán chỉ gì vậy? 60 ngàn. Em mới bán 60 ngàn là cái gì vậy mấy chị? Mấy chị ơi, em mới bán 60 ngàn là gì? Mấy chị mạnh mẽ nói giùm em cái coi nào. Mạnh mẽ nói gì giùm em một cái là em mới bán. Đây hả? Đây đúng không chị Ngọc? Ngọc 60 ngàn nè. Hình như cái đầm kia nó hết rồi đó. Cặp áo đó lấy cặp áo em lấy đó. Dạ đúng rồi nè. Dạ đúng rồi nha. Nè, cái con áo này hồi nãy Diễm nó mới hỏi nè. Đây, còn con áo bán 70 ngàn là chốt giùm em chờ neo trắng dưới 80 kg đi. Má mấy cái con này em nói mấy chị mặc lên y chang một cặp áo, y chang là áo phun luôn. Chốt đi mấy chị con. À, còn cá sấu nè. Đó, rồi bán luôn rồi 60 ngàn đi ha. Bán luôn. À, bán ở lục. Áo trắng có chữ 70 ngàn. À, phòng ông nội, hộp giống. Ừ, đúng rồi yêu. Mà mày giỏi ở đây. Áo cá sấu nè, 70 ngàn. Gửi cà neo trắng của Phương Thảo nè. Mẹ lấy hồi luôn con cá sấu trắng đi Phương Thảo. Phương Thảo 70 ngàn. Lấy luôn con cá sấu trắng đi má. Lấy luôn con cá sấu trắng bán cho mấy chị con áo chờ neo đủ màu nè. Con áo chờ neo đủ màu nè lẹ lẹ. Vô kêu kiếm cái cục hàng tặng ra đi. Ngoài đó cục hàng lễ tặng rồi. Chữ áo chữ lớp nè dưới 75 kg bán luôn 50 ngàn áo chữ lớp nè. Bán hết đi. Rồi áo cá nón nè. Áo cá nón dễ thương lắm nha. Áo vàng cá nón dưới 90 kg cũng vừa ha. Dưới 9 đúng rồi. Dưới 90 kg cũng vừa ha. Gửi chờ neo trắng cho em luôn. Còn con cá sấu hút luôn đi. Áo vàng này form mặc với thể thao nè. Áo vàng 50 ngàn, áo 70 ngàn. Em lấy trước mà, em lấy sau nha. Đừng cãi nữa đá hai. Hai thằng gái rất le luôn á. Áo chữ lớp của chị 50 ngàn của Phương Thảo thành phố nè. Con nhận được hàng hồi chưa rồi, thấy rồi. Áo vàng cá nón Đỗ Huỳnh Như 50 ngàn nè. Đỗ Huỳnh Như nè. Tiếp tớp áo cá sấu 70 ngàn nè. Ok, tiếp thì tớp nè. Áo tiếp tớp 7 ngàn của Quỷ Phúc Lý nè. Quỷ Phúc Lý là không biết chồng đặt hàng sao, đủ má sao, vú rồi sao. Không biết vú này có dài tới đúng không mày. Thằng chồng vô đặt hàng hai lần bơm hàng. Đặt hàng bơm hàng xong mình nói nó. Ủa em ơi sao bơm hàng chị. Nó kêu gì, mày gọi lại cho tao để tao nói chuyện. Cái xong mà em mới hỏi nó là ủa em nghĩ chị có rảnh để gọi lại cho em. Nó nói chửi tôi tiếp trời ơi. Thiệt má nhiều thằng đàn ông sao đủ má nó mặt biển ghê á. Làm như ai cắt mẹ rớt mẹ hòn gái. Chắc là vú của con vợ nó bị tới vú trong này nè ha. Gửi kèm quần tây hai nút size 70 kg. Quần tây hai nút size 75 kg là size XL ha. Giờ đặt luôn đúng không? Giờ đặt luôn đúng không? Hồi chiều lên mấy cái bao quần tây vậy? Hồi chiều lên mấy bao quần tây. Quần tây đen hai nút ha. Hết lấy luôn rồi. Quần đen hai nút lấy size XL đi. Cho Phương Thảo nghệ an 220. Vậy lấy màu bò đi. Đổi màu bò đi luôn ơi. Luôn đừng đi nữa. Đổi màu bò hai nút đi. Nè tám con áo vú nè. Lỡ trong hàng bơm bán chơi size 42. Đây là size của tôi. Tôi thích cái mẫu áo vú này hơn mẫu kia nha. Tại vì cái mẫu này á mấy chị, mặt nó không có bị cấn. Mặt nó không bị cấn cái gọng. Vú này là vú chống tuột để mặc áo dây giống như mặc ở trong này mấy chị ha. Kiểu mà cái đó mấy chị đây nè đó ha. Mặc với mặc áo dây chống tuột này xả cho mấy chị 130. Hôm nay chị muốn tuột quần để kiếm tiền. Ờ chị chạy đi, chị chạy là em có, chị có tiền mua đồ em. Bữa lấy một cái thì quá lấy thêm một cái. Bữa em lấy cái đây và lấy cái màu bò đi. Dạ xa 82 kg áo ngực của Thanh Hà Phạm. Bán cho chị 130 nè. Bán cho chị 130 đó nha. Quen biết đó. Quen biết cái từ kiếm trước luôn á chị. Quỷ bơm hàng. Bộ này hồi chưa xả trăm nè. Bộ này hồi chưa nè. Xả 100 ngàn bộ chính tấc nè mấy chị. Coi vải nè. Trời má ơi em nói thiệt á. Cái vải của cái bộ rêu này, yếm rêu này, nó đã lắm. Dưới 72 kg một size và dưới 82 kg một size.
rồi xả hồ rêu 100.000 cho mấy chị ha. Đó, vòng 102 size 38 à. Size 38 là chị Châu Tâm ơi. Nè, xả hồ rêu 100.000 chốt rêu kèm số ký đi mấy má. Chốt rêu kèm số ký đi nha. Rêu kèm số ký kèm rêu. Rêu kèm số ký số Thanh Quyền Kiên Giang 585580 48 đậu nhiệt xả hàng bơm mà cũng bơm hàng nữa mà à, nếu mà lấy một cái thì giá 160 nha Trịnh Châu Tâm. Ừ, nó nằm nhà dưới á đúng không, lấy một cái chống tuột đúng không, tại hàng này hàng bơm xả 130 vậy thôi. Trịnh Châu Tâm cái chống tuột size 38 còn hai đứa nào Phi tụng đi cho nó siêu độ đi chứ để làm chi nữa. Nè, dưới 75kg nè bà nậu cha đó, hàng bơm rồi mà nó còn bơm, mà hàng sale rồi nó còn bơm nữa đây mấy chị. Con này còn cỡ dưới 75kg thôi nha cha. Lấy hai cái vú chống tuột size 38, lấy hai vú chống tuột size 38, bộ này xả cho mấy chị 100 ở 60kg đến 74-74kg nha, xả 100 nè, xả 100 bộ này chưa ai chốt. Xả 100 bộ pyjama em bộ rêu luôn trong ơi, bộ chốt giùm bộ rêu kèm số ký lên giúp chị Yên nha. Bộ rêu kèm số ký, rêu kèm số ký mấy chị ơi. Rêu kèm số ký giúp em nha. Rêu kèm số ký. Bộ hồng của chế kim cương 100.000 đừng bơm hàng em nha chị. Năng lý luôn á. 38-240 chị Cao Tâm mặc cũng đều á. Chủ yếu cái dây thôi chứ cái trái nó cũng ngang ngang nhau à ha. Bộ hồng của chế kim cương cho anh xin địa chỉ số điện thoại nha. Em có nói số ký rất là rõ ràng nha chị. Em có nói số ký rất là rõ ràng nha. Đó nè, hàng siêu còn đi bơm, trời ơi yêu nghiệt nè. Đây mấy chị, 60-80kg nha. Chị nào 82-83kg cũng vừa. Rồi xả bộ này cho mấy chị 120.000 chốt giùm em bộ vàng dài. Chốt giùm em bộ vàng dài ha. 60-80kg 120 cô tông 100% luôn. Chốt trước giùm em vàng dài xả 120. Xả 120 vàng. Còn mấy cái xe là 8? 3 cái nữa. Con lên xuống lấy 3 cái đi. Chốt cho ai cái trước với con được cho xong chốt xong. 38 của đàn anh Thu trước với con. Đàn anh Thu. Nhanh đi bé. Đàn anh Thu. Bộ dài của Hồng Châu với em chút nha. Đây cục hàng tặng này để em coi gì. Hôm nay em có gì. Hồng bỏ 120 nè. À, ngồi im đi. Em sẽ xả những cái đồ còn 5 bộ, 7 bộ, 10 bộ và xả với đồng cho mấy chị tối nay nha. Còn mấy chị luôn. Còn mấy chị luôn trần á. Còn mấy chị luôn trần thì lấy cái em nhận hàng rồi cảm ơn chị Bình. Cái chị luôn trần lấy cái bộ rêu size bao nhiêu ký báo lại giùm em là rêu bao nhiêu ký ha. Dòng vú 116 mặt size nhiêu. Nguyên vỏ dòng vú 116 mặt size 42 cũng được ha. Size 42 là được rồi. Rồi hai cái vú, một cái vú này của ai vậy? Đặng Anh Thu. Đặng Anh Thu ghi chưa vậy? Rồi Đặng Anh Thu cái này 38 luôn ha. Rồi hai cái của Trịnh Châu Tâm nè. Nó nằm trong cái dòng đó luôn á Mỹ Ngọc. Nếu có thì nó nằm trong dễ thương lắm nha mấy chị nha. Giữa cái hàng này mắc hơn hàng kia tới 15.000 con luôn á. Thằng này nè, thằng chống tuột này nè, mắc hơn thằng kia tới 15.000 con mà bán luôn mấy chị 160 đó. Xin địa chỉ số điện thoại chị Kim Cương. Xả cái gì thì nó nằm trong cái dòng đó luôn á. Ừ, nó nằm trong cái dòng luôn luôn vậy mấy chị ha. Luôn trần đâu rồi, luôn trần ơi. Má view mà nó chạy lên, cái nó chạy xuống nó cũng tuột theo thời giá luôn. Em xả cho mấy chị con quần 60.000 nè. Xả mấy chị con quần lửng 60.000 nhưng mà bằng nhung tâm đẹp lắm nha mấy chị nha, bằng nhung tâm rất là đẹp. Rồi xả quần này cho mấy chị, quần này tới ngay đầu gối nè, 60.000 chốt giùm em quần kèm số ký nha. Hai bên có túi rất là đẹp ha, nó là phơi quần tay. Có kiếm cái bao bỏ vô mà, kiếm cái bao bỏ vô. Nó kìa kìa sau lưng baby một đống rác này nè. Xong rồi chút nữa bảy màu lắm ha. Là cho mày chạy về đây mày đi ngủ chút tao không ai biết chưa có view mà em mua đồ chị mà ông shipper ổng đi ở ổng ơi dị nghị em luôn. Quyển shipper nào kỳ cục ghê, mấy anh shipper nào dị nghị cái thằng quỷ đó thiệt đó chứ. Xin cho tao có số điện thoại đi tao nã lượn lẹ thôi cho nó cho shipper gì kỳ cục. Mấy shipper đó mới được, để thay shipper ơi. Thiệt hả chứ. Quỷ quỷ shipper kỳ cục, đang lựa quần nha. Đang lựa quần cho mấy chị.
bữa nay nó dán XL nè, XL 75kg của Ngọc Ngọc Nguyễn nè, Ngọc Nguyễn 60.000 nè, Luân Trần bộ rêu XL nè, Luân Trần bộ rêu 100.000 XL của Luân Trần nè, Luân Trần có dấu nè, XL của ai, XL của Ngọc Nguyễn ha, của Ngô Vân nè, cái đó 100.000 của bé Luân 100.000, Luân Trần của Bi là 60, cái này là của chị Ngọc Nguyễn á, nghe Ngô Vân nè, Ngô Vân 80.000 nè, Ngô 60.000, Ngô Vân 60.000 nè, Ngô Vân 60.000 nè, quần sọt riêng ngọc trai hai bên túi còn không, lấy em 36 không có, chờ chút xíu, chờ chút xíu nha chị Giang, chờ chút xíu, chờ em tí, em đang chọn quần đó, quần này có size dưới 92kg thôi nha, 60.000 quần nè, có size dưới 92kg để kiếm size cho XL, quần của em nữa đang kiếm size nè chị Ngọc, chưa ở trên chưa mà chưa kiếm được size L cho nên chưa, size L của chị Hồng Ngọc 60.000 nè, size L của chị Hồng Ngọc 60.000 nè, size quần của chị Trâm Thanh, kiếm size đang kiếm size, có hai chị kia xin địa chỉ số điện thoại vi biêu phanh chưa con, nè của chị Trâm Thanh 60.000 nè, Trâm Thanh 60.000 nè, rồi xin địa chỉ chị Ngọc Nguyên, chị Trâm Thanh rồi đi, quần sọt riêng có, không có màu khác nha chị nha, không có màu khác ha, không có màu khác, 36 thôi chị Gia, quần 60.000 cho em một cái dưới 92kg luôn, dạ ok chị Ngọc Nguyên, cảm ơn chị, chị biết em đang ế đúng không, rồi Ngọc Nguyên 60.000 luôn nè, Ngọc Nguyên có hai cái, Ngọc Nguyên 60.000 thêm một cái nữa, dạ ok chị, bấm nút chia sẻ nha, bấm nút chia sẻ cho chị chuẩn bị tặng đồ rồi đó, kéo quần này chuẩn bị tặng đồ rồi, mấy chị hiểu không, kéo quần này chuẩn bị tặng đồ rồi đó, chừng nào tặng thì em chưa có biết, chừng nào tặng nha, chừng nào tặng là em chưa có biết, hôm nay em có cái mâm đâu, cái bình từ nãy đem lên lầu đâu rồi đó, đưa đó qua con, hôm nay em có mấy cái hộp, mấy cái miếng dán dú nè, à, ok chị Ngọc Nguyên vô trong đó nhắn chọn mình lên, em có cái miếng dán dú nè, một hộp gì là 5 cặp, có chị là 1,5 chú không, một hộp gì là 5 cặp ha, một hộp gì là 5 cặp nha mấy chị nha, có thể cái gì vậy, lấy cái gì, à, baby lấy trong cái bịch vàng ghi chữ chị, ghi chị gì quên rồi, ghi chị phải Ngọc Giang không ta, chị gì mới đặt cái quần quên rồi, ghi chị Ngọc Giang hay một cái quần sọt size 36 Ngọc Giang. À, một cái hộp vậy là bán cho mấy chị với giá là 70.000 ha, một cái hộp vậy, à, một cái hộp vậy thì mấy chị dùng được đi tiệc tới bao nhiêu lần luôn nha mấy chị nha, 70.000 một hộp miếng dán vú, khi mấy chị mặc đầm dây, đầm hở lưng, đầm hở cổ, dán cái núm kéo lên ha mấy chị ha, rồi một hộp vậy là bán cho mấy chị với giá bao nhiêu, một hộp bán cho mấy chị với giá là 70.000 ha, 70.000 dán giá lên nè, dán dài hộp lên, dán như đít nó đó, 70.000 một hộp, một hộp dán đầu ti nha mấy chị, một hộp dán đầu ti 70.000 ha, 70 dán là dán đỡ trước đi bây giờ, dán đỡ chứ không chị quên dán chút này, dán tí quên dán, lấy áo nâng vú về bán đi chị, chiếu xanh thằng nhỏ xong sợ quá, dán vú của Đỗ Quỳnh Như, lấy mấy hộp như lên nè, mở đây ra chị không thấy đường mở, chờ em chút nha, bấm cái nút chia sẻ nha, nghe đồn chuẩn bị tặng đồ á, em nghe đồn vậy đâu á mấy chị, nha nghe đồn cắt kia đi nè, nè lấy về để tặng đầu like cho mấy chị, người sắp chơi nè ha, đó đâu mở ra chưa, rồi Lùng ơi làm gì vậy con, dán dưới mấy cái hộp nè, để im, nó đang làm bill mà, từ từ đi vậy, trời ơi ở dưới đó anh Phước đâu, còn khách à, nè dán đỡ trước hai hộp nè, Đỗ Quỳnh Như một hộp nè, 70.000 của Đỗ Quỳnh Như nè, 70.000 của Đỗ Quỳnh Như, chờ chút có hai đứa nhỏ, đợi em chút mấy chị đừng bỏ em đi nha, đợi em chút, một hộp, một hộp là 5 cặp lận, một hộp 5 cặp lận, 70.000 mà một hộp 5 cặp lận, con bây giờ dưới 70.000 con ghé dán dưới đít nè bé Lùng, mà dán dưới đít đưa hết cho nó, cái nào nó quăng qua rồi từ từ làm mới phải để cho nó làm cái view hết nè. À, tặng bao lì xì có đủ không chị, có chị đi chị Dung là có hết nha, đi chị Dung là có hết, chị có cần nuôi em không, đi em về nuôi em đi nha, có cần nuôi em không, còn nuôi em thì
nuôi em, đem em về nuôi nha. Nhớ ngày mấy chuyện đó nha. Em có một cái bao quần nè, em có một cái bao quần tây nè, nhưng mà tại vì bây giờ nó còn khoảng cỡ 5 cái cho nên buộc lòng em phải sale. Nhưng mà quần này em đang rất là hot nha. Quần này em đang rất là hot mấy chị nha. Bây giờ còn size dưới 92 kg, 3 cái dưới 92 kg và 3 cái dưới 100 kg. Một hộp dán chú của chị Liên Võ nè, một hộp dán chú của chị Liên Võ nước ngoài, chị Liên Võ không có dấu, Liên Võ 70.000 rồi. Cái hộp này khỏi ghi giá. Hello à, hai cái quần này á đã bảy luôn hả? Thôi bỏ đi chị, đây rồi qua lấy đi em, dễ chịu lắm nè. Quần tây này chỉ còn size dưới 92 kg và dưới 100 kg thôi, cho nên chị nào chốt được thì hôm nay chị đã may mắn thôi, xả quần này cho mấy chị là 170.000, xả 160 đi, 220 xả 160, nhưng còn size 92 kg và size dưới 100 kg. Chị nào mà nằm trong cái này á thì chị đó gọi là trúng mánh thôi ha mấy chị ha. Tại vì còn bốn con quần, quá trời người mua vú ở trên kìa. Ủa có ai mua vú đâu mấy chị, một hộp dán vú nè, trời ơi, dán vú của Trịnh Châu Tâm một hộp, Trịnh Châu Tâm một hộp dán vú, dán vú cho Yên Võ một hộp dán vú 70.000 cho Yên Võ. Trời ơi không thấy luôn, trời ơi má ơi, em bị điên rồi. Cảm ơn mấy chị nha. Đó, Quế Anh Lam nè, cho cái bút lông lên đây, cho cái bút lông lên rồi. Quế Anh Lam 160 của Quế Anh Lam nè, Quế Anh Lam 160 nè, Quế Anh Lam 160. Chế Liên Phước nè, Chế Liên Phước 160 nè. Hàng gì còn ít em xả hết nè mấy chị, còn hai con 100 kg nha. Dán vú của hai ta 70.000, dán vú của hai ta 70.000. Quần của Hoàng Nguyễn Thị nè, quần bay của Hoàng Nguyễn Thị nè, ở dán hình như còn con 90 kg nè. Ngọc Anh Nguyễn con này nè, 160 của Ngọc Anh Nguyễn nè, 160 của Ngọc Anh Nguyễn nè. Rồi dán vú của hai ta có chưa, Hoàng Nguyễn Thị nè, Hoàng Nguyễn Thị 160 nè, 160.000 của Hoàng Nguyễn Thị nè. 75 kg không vừa chị ơi, quần bây giờ còn đúng một con 100 kg thôi nha, quần bây giờ còn đúng một con 100 kg hết rồi Ngọc Nguyễn. Rồi Ngọc Trâm là uống, Ngọc Trâm là trúng mánh rồi. Ngọc Trâm một con quần 160 nè, đó bán vậy cho nó hết hàng mấy chị. Ngọc Trâm 160 nè, rồi hết nha mấy chị nha, hết nha, hết mấy chị, hết nha, hết rồi nha. Cho cái kéo đi ơi, cho cái kéo đi ơi. Em có một cái con quần của em để dành lại bán với chị 200 nè, hàng độc nha. Con này chị nào khoảng 75 kg thì hút ha. Không thấy comment thấy là chốt rồi. Dán vú hai hộp của Nhung Ngô nè, dán vú hai hộp của Nhung Ngô 70.000, dán vú hai hộp của chế Nhung Ngô không có giống. Quần này bán 200 còn đúng một con này em để dành lại nè. Chị nào chốt quần này 75 kg chốt trước giùm em nha. 75 kg quần đá có một con thôi, quần của Nguyễn Điểm nè, Nguyễn Điểm 200.000 của Nguyễn Điểm. Tâm ơi, hóc môn buộc gì đó, hóc ron hóc môn buộc tiền em gì đó. Có nhiêu lấy nhiêu mấy chị ơi, có nhiêu lấy nhiêu giúp em nha. Dạ có nhiêu lấy nhiêu giúp em, đừng giận hơn hồi sáng này là ấy kia nha mấy chị. Tội với em đừng muốn bán hết hàng mà nha mấy chị nha. Mua
85 thì nó kỳ quá ha, bán 90 rồi. Bán 90 thì 2 bịch 170. 90 ngàn một bịch, 2 bịch 170, ok chưa? 10 con như thế này, khăn của Nhật hai mấy chị ha. Khăn của Nhật 10 con như thế này bán 90 ngàn ha. 90 ngàn 10 khăn như thế này, khăn của Tú Quỳnh nè. Chị lấy 2 bịch đi chị Tú Quỳnh, Tú Quỳnh một bịch nè, đi đi. Tú Quỳnh bịch 90 ngàn, bán 90 ngàn bịch nha. Trời ơi em nói mấy chị, khăn nó mềm lắm luôn á. Khăn nó mềm bà cứu nội luôn nha, khăn mềm bà cứu nội bà cứu ngoại luôn. Chốt đi mấy chị, chốt chứ ta nói lụ đạn nó cũng rút chốt rồi nha. Lụ đạn nó cũng rút chốt mùa này rồi đó mấy chị, chứ không có nhiều đâu ha. Rồi bán đồng 80 ngàn con nè. Trời gì em cũng bán hết á. 80 ngàn phải không đồng nè. Chưa lên áo lẻ chị Chi ơi. Ừ dùng vừa dùng luôn á, không có dài ha. Khăn không có dài, không phải khăn tắm, không phải cọc khăn tắm thôi mà dùng dài em. Không có dài đâu nha. 10 khăn 90 ngàn, mà mềm lắm mấy chị, có thể dùng bất kỳ lý do gì, lau mặt, lau chim, lau bướm, lau chú, lau nách, lau cái gì cũng được hết trơn ha mấy chị ha. Đó rồi đồng xả luôn 200 mấy đó, tại mẹ đó. Nhưng mà em nói màu này nó sẽ bị loang nha. Xả 80 ngàn, rồi vậy đi. Xả đồng chờ neo cho mấy chị 80 ngàn ha. Xả đồng chờ đầm 80kg size L của Kiều Diễm nè. Cái màu nó sẽ bị loang nha, nói cho biết ha. Rồi 80 ngàn của Kiều Diễm, 10 khăn 90 ngàn của Hồng Võ. 80 ngàn của Kiều Diễm, 10 khăn 90 ngàn của Hồng Võ. Rồi ai nữa nè mấy chị ơi, ai nữa báo giùm em nha. Em 10 khăn của chị Hân Nguyễn nè. Dạ ok chị Hân Nguyễn, 10 khăn 90 ngàn của Hân Nguyễn nè. 10 khăn 90 ngàn của Hân Nguyễn. Hân Nguyễn 10 khăn 90 ngàn. Em đầm 77kg của Ngọc Thúy, nhớ nha. Nhớ có nói là có bị loan nha. Bị loan hay là Ngọc Thúy nè. Ngọc Thúy 80 ngàn. Đầm caro hồng đẹp mà hết size em. Đẹp quá trời luôn á. Nó không phải đẹp thường đâu nha, mà ta nói nó đẹp hết sảy con bà bảy luôn. Mà nó đẹp hết sảy con bà bảy luôn. Rồi nãy sẵn bán combo 90 ngàn, giờ bán luôn cái combo 3 túi 90 ngàn nè. Mấy chị có con nít là nên mua. Mấy chị ở nhà mà hay đi đâu đi tới đi lui là nên mua cái combo 3 túi. Combo 3 túi mà có 90 ngàn giống vậy, mà càng lớn càng bé, càng bé càng tung, càng tung càng nhỏ đó. Ba combo này, 3 túi mà có 90 ngàn. Mấy cái này mấy chị đựng mỹ phẩm được nè, đựng đồ đi biển được nè, đựng đồ leo núi được nè, đi dĩa được giấy vệ sinh được nè. Mà 3 túi có 90 ngàn thôi. Đó mấy chị muốn mua cái gì mấy chị mua. Nhà em bữa nay bắt khó tổng hợp, đừng mua bởi đĩa là được rồi. Nhưng mà ít lắm có 4 set rồi nha. Có 4 xét à, chứ không có nhiều. Túi của Đỗ Quỳnh Như nè 90 ngàn. Bởi vậy đằng shipper nó dị nghị là đúng rồi. Bởi vậy shipper nó dị nghị đúng rồi. Ai chốt cầm đỏ chốt lên giúp giùm em nè. Má hồi xưa xả, hồi xưa xả cái bao hàng này nhục lắm đó chị. Nói mấy chị nghe chưa, là xả bao hàng này nhục ghê lắm rồi ha. Nè còn hai con đồng ren 80-90kg nè, 280-300 gì xả, còn có 150 nè. 80-90kg mấy chị coi đồng ren nè nha. Trời ơi chị nào vừa thì hút liền cho em nha. Coi con dưới nè, coi ở dưới nè mấy chá. Trời ơi 80-90kg 280 xả 150. Còn đúng hai con đồng ren, còn đúng hai con đồng ren xả 150 nè. Chị nào chốt đầm ren chốt giùm em. Đầm caro có 80kg không? Cũng hàng xả luôn chị Hồng Tươi. Cho coi chị Hồng Tươi nè. Hồng Tươi đầm ren 80kg của Hồng Tươi nè. Quần cam 80kg. Quần cầm quần cam 80kg 60. Với lại đầm đen của Thanh Thúy đúng không? Đầm đen 150 của Thanh Thúy nè. 150 của Thanh Thúy nè. Với lại quần cam với L 80kg đúng không? Quần cam 60 ngàn đúng không chị Thanh Thúy? Quần cam 60 ngàn đúng không? Đúng lên báo lên giùm em một cái. Rồi quần cam 60 ngàn của Thanh Thúy nè. 60 ngàn của Thanh Thúy. 60 ngàn của Thanh Thúy nè. Đầm đen hồi xưa có chốt đầm ren chưa? Không nhớ nữa, Đỗ Quỳnh Như không biết hồi xưa có chốt hay chưa nữa. Đầm ren hết là chị Đăng Nguyên. 10 khăn của chị Liên Võ 90 ngàn nè. 10 khăn của chị Liên Võ 90 ngàn nè. 10 khăn của chị Liên Võ 90 ngàn. Em còn bộ cotton tông nè. Em còn bộ cotton tông xả luôn cho mấy chị nè. Phải lỗ lòi le luôn á. Bộ này chắc phải từ 75kg đến 88kg tới 90kg cũng vừa còn bộ. Còn bộ màu xanh là xả cho mấy chị 80 ngàn đi.
sẽ cho mấy chị bộ cotton tông xanh 80.000. Chị nào chốt cotton tông xanh chốt dùm em cho em xem nằm đỏ, hãy đưa lên rồi mà chế. Hãy em đưa lên rồi mà chế. Chế ơi, chế coi kỹ kỹ dùm em nha. Chế em đưa tới đưa lui là em lồi bằng họng nha. Đây, đây nè, đầm hơi bị đẹp nha, đầm này con Dương Băng, đầm này con gì bán nước dung dịch rửa vệ sinh nó mặt hơi bị đỉnh luôn mấy chị. Đầm này là đầm phơm suông nè, hai đầm chè neo đá nè, coi dùm chè neo đá nè ha. Rồi ai ai chốt bộ xanh của Sang Sang, cô Tâm của Nghe Trần nè, cô Tâm 80.000 của Nghe Trần. Ngày giờ chọn nè, hồng ruốc 80.000 giống vậy luôn, hồng ruốc 80.000 nha. Màu trắng 80.000 nha, có nói sai rất là kỹ, trắng 80.000 nè, trắng với vùng đen nè, 80.000. Cô Tâm, mấy chị chọn lại giúp em màu nha, hồng ruốc nè, trắng nè, hồng ruốc trắng. Rồi gì nữa ta? Xanh, ai chốt xanh nè, ai chốt xanh nãy, ai chốt xanh Nghe Trần. Nè chị Sang Sang xanh 80.000 nè, 80.000 của chị Sang Sang nè, còn nữa không? 80.000 của ai? 80.000 của Na Nguyễn nè, 80.000 của Na Nguyễn nè. Nè còn bộ màu đen nữa nè mấy chị, còn bộ màu đen nữa nè ha. Đó còn đen hai bộ, có bộ đen size nhỏ nè. Đó ai lấy gì lấy đi, lấy lẹ đi để em bán tiếp nè mấy chị. Ai chốt nè. Mày bị điên hả em? Hàng để xem rồi mày lại bán gì nữa bà nội. Giờ mày may cá bán 280 mày may không ta may cha. Trời ơi mày bị bệnh lắm rồi, trời ơi là trời. Đen của Sang Sang nè, đen của Sang Sang thêm 80.000 nè. Đầm đỏ đó đủ size, xả 80.000 đó chị Diệp Ngọc Lê. Nó còn có một, đưa coi lại, đưa coi size gì à. Nó còn có một size nha Sang Sang đó, nó còn một size nha Sang Sang. May thì nhắn tin qua tin nhắn đi. Cô Tâm xanh, cô Tâm hồng của Phong Lê nè, cô Tâm hồng của chế Phong Lê 80.000 nè. Cô Tâm hồng bây giờ em còn không có còn size L đâu, nó có free size. Bây giờ còn bộ trắng nè, chiếc bộ đen nè, size từ size. Nếu mà thực sự cô Tâm như mà cũng vừa đó, mà em sợ rộng quá thì mấy chị không đẹp. Chứ mà cô Tâm mình mặc áo thùng thình nó vẫn đẹp, mà mấy chị nó không sao hết trơn á. Đó còn chị nào chốt cô Tâm thì chốt lên đi nha. Lấy đầm đó, lấy đầm đỏ 75kg 80.000 của chế Phương Đô. Dạ ok Phương Đô. Rồi nhớ nha, em nói rồi, trắng này nó có thể bị loan ha, mà loan hồng hồng ra cũng chả sao. Phương Đô 80.000 nè ha. Chế lên tí chưa, Na Nguyễn trắng kìa. Na Nguyễn lấy trắng không? Rồi Na Nguyễn trắng 80.000 là cũng quỷ nó phải chốt nó, chứ không phải chửi cha mắng mẹ. Na Nguyễn 80.000 nè. Đó lấy đen luôn hoàng na nè, đen Na Nguyễn 80.000 nè. Nó mua cho năm đó, nó cũng vô chọc cho em chửi nè mấy chị thiệt á. Nó mua cho nó cũng chọc cho em chửi nè. Bộ này là bộ sắn mực, bộ này 240 mấy chị ơi. Bộ này 240.000 nha, bộ sắn mực kèm quần chín tóc. 240.000 sắn mực kèm quần chín tóc. Chị nào chốt bộ này chốt giùm em sắn mực kèm có ký. Khi mặc lên ta nói cái ngực nó banh ra, nó căng ra đẹp bà cố luôn. Đẹp bà cố nậu luôn á. Thiệt. Để tiếp hai cục hàng bên nè. Trời ơi má quăng cái cục hàng bơm muốn xỉu luôn. Thấy rồi, một đầm đỏ 90kg, 90kg của Diệp Ngọc Lê. Dạ ok chị Diệp Ngọc Lê nè. Rồi Diệp Ngọc Lê. Ở sau lưng con người cái đầm 2x đều trắng anh hay. Rồi chị Diệp Ngọc Lê kiểm tra thử phải đầm đó không? Em còn bộ đồ chiều sale 180 đến 981 80. Nè còn bộ 2 nè mấy chị, đẹp không? Cái tay đẹp đó. Còn bộ này từ 82 đến 90kg, 92kg nè. Nè còn bộ đỏ xẻ 120 nè. Ai chốt bộ đỏ xẻ 120kg này chốt giùm em nha. Đỏ này 240, 250 xẻ 120. Trời ơi quá hồi luôn mấy chị. Quá hồi, còn đúng một size đỏ thôi nha. Đỏ này em còn đúng một size. Cho em xem đầm đỏ 90kg số bơi đỏ của Quỳnh Anh Nguyễn Lam nè. Đi làm gái 1 tháng chứ đúng rồi, làm gái thì em làm được, còn làm được làm nha. Cắt luôn quá à. Mình kê. Quỳnh Anh phải làm cái gì? Quỳnh
quần anh Nguyễn Lam đỏ nè, bộ này là size 2X nha mấy chị ơi. Quần anh Nguyễn Lam xóa này đi mọi người, đúng không? Đúng rồi, xóa đi. Bộ này là 2X nha mấy chị nha, nhớ lưu ý giúp em, bộ này là 2X nha. Quần anh Nguyễn Lam 120 ngàn. Còn bộ nữa nè. Ơi, hồi chiều ai chốt bộ đỏ size L còn nè. Size L dưới 70 ký hình như chị Hồng Ngọc hả ta. Ồ, còn một bộ size L 120. Còn một bộ size L 120, bộ này chỉ còn size 82 ký đến 92 ký. Em có nói rất là rõ cho mấy chị nha. Mấy chị chốt đồ mà mấy chị không để số ký lên em không chốt nha. Nói cho mấy chị biết á, đỏ size L của chị Hồng Ngọc nè, 120. Giỡn hoài chốt hàng cho nên là mấy chị cứ vậy á, rầu lời đưa lộn, rầu khóc lóc, rầu này kia, rầu giận hờn, rầu alushubu đậu tôi ghê. Phương Nguyễn Mai bộ đỏ 120 nè, Phương Nguyễn Mai 120 nè, lưu ý nha mấy chị nha, lưu ý chứ tám gì thấy rồi cậu em thấy đó mấy chị nha. Rồi em còn đỏ ngọc trai nè, bà ngọc tre đỏ ngọc trai là chị nào 82 đến 92 kg là hút một con, chị nào 92 kg tới 100 kg không hút thì nhập con mấy chị 320. Sang Sang ơi, một phút nữa con có địa chỉ số điện thoại xả bill nha mấy chị coi vải nè em. Cha trời đất ơi, ui cha mẹ ơi, trời ơi nó đẹp quá trời luôn, đâm đỏ ngọc trai má nó đẹp thiệt mấy chị, nó đẹp từ cái chất vải 320 xả cho mấy chị 180, nhưng mà còn size 2 là 82 đến 92 kg và còn size 100 kg, còn size 92 đến 100 kg đấy, chốt đây xả 180. Đầm này không chốt, chốt cái chi nữa mấy má, đầm này không chốt mấy má, không thể nào chốt 200 kg hết. Đầm này em nói với chị mặc lên không những sang mà còn chảnh, mà không phải chảnh thường đâu, mà người ta hay gọi là chảnh chó đó mấy chị, người ta hay gọi bằng một cái tên chiều đó. Sang sang, nếu mà có anh đâu xin chi nữa. Dạ bị mất hết đó chị, bữa em bị mất á, em bộ đỏ nữa chị, bộ đỏ hết rồi. Đầm đỏ của Nhi Lùng nè, Nhi Lùng là 180 của Nhi Lùng nè. Đầm đỏ này em nghĩ chị Ngọc Nguyễn ở đỏ ngọc trai 90 kg của Cầu Long Cẩm Tú, chị Ngọc Nguyễn mặc bị rộng á, rộng là nó sẽ tụt rú, tụt rú nó sẽ không có đẹp ha. Cầu Long Cẩm Tú nè 180. Đầm đỏ của chế Tú Huỳnh nè, Tú Huỳnh 180. Còn con đầm này mấy chị ơi, mà nó bị rách hư rồi, nó bị con chuột cắn như thế này rồi. Đầm này size L, chị nào mà size 70 kg về nhà mặc sửa lại cái này, mặc đi giặt đi, giặt xong sửa lại ha, em tặng cho mấy chị cho uổng quá, con đầm đẹp quá mà nó bị con chuột nó cắn đó mấy chị. Chốt giùm em a, con này là con này dưới 90 kg lận mấy chị, con đầm đỏ này dưới 90 kg lận ha. Rồi tặng con đầm đỏ chuột cắn, tặng con đầm đỏ chuột cắn kêu ngọt, không có vừa được cái lấy, không vừa là đừng có lấy nha, lấy là phải vừa, không vừa đừng lấy. Thiệt, tính tôi kỳ cục lắm mấy chị, tính tôi là rất là ư là kỳ cục nha. À, ấy thì nó phải ấy, còn không ấy thì nó đừng có ấy vậy á. Tặng ư, tặng của Thanh Thúy, Thanh Thúy vừa nè đó, tặng là phải vừa, còn không ấy đừng có ấy. Nếu đó không lầm thì quần gì đây, quần này của ai gửi lên ta, Ngọc Trinh hả? À, Thúy đúng không ta, Thúy Phan Diễm Phan, hai con này của Thúy Phan Diễm Phan nè. Nè đi Thúy Phan Diễm Phan em ơi, nè Thúy Phan Diễm Phan, à, vô nhắn tin giùm cho em Thúy Phan Diễm Phan đi, vô nhắn tin giùm cho em Thúy Phan Diễm Phan là gửi mấy cái quần này chưa? Cầm vô nhắn giùm phải làm gì mà nhìn cái lùn, mày sao vậy? Cái đầm dây này là 208 xả gì ạ? Không có ghi tiền, ghi hàng đổi, ghi hai quần đổi đi, để kêu Thúy Phan Diễm Phan để em xử lý nha. Cái đầm ngọc trai này 208 xả 180 nè, cũng còn được 2-3 con gì đó. Ai chốt ngọc trai thì chốt trai lên giùm em nha, ai chốt trai thì cứ mạnh dạn chốt trai lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Bộ cô tông còn sai tôi không còn. À, sai cô tông là sai gì? Bộ cô tông sai nào? Bộ cô tông sai nào hỏi rõ rõ giùm cái đi. Bộ này hồi chiều em xả nè, còn đúng một bộ sao, ủa sao tự nhiên còn đúng bộ ta. Bộ này hồi chiều em xả 101 nè, bộ này 80 đến 90 kg, cái áo không cũng đủ tiền đó nha mấy chị, kèm với chân váy quần nè,
bộ này 80 đến 90 ký, xả 101. Ơi mấy chị ơi, cái bộ này nó bị loang rồi, nó bị loang một cái vải áo ra rồi. Bộ này em tặng nha, chị đâu có chia sẻ 90 ký tặng nè. Không còn nha Nguyên. Bộ này chị nào 90 ký em tặng nè, 80 đến 90 ký em tặng và có chia sẻ và có bill nha, em mới tặng nha. Ờ, có chia sẻ và có bill. Không có chia sẻ và không có bill là em sẽ không tặng nha mấy chị nha. Không chia sẻ và không có bill sẽ không tặng. Rồi hai con đầm caro. Hai con đầm caro. À, hai con đầm caro tặng em của Phương Nguyễn Mai nè, tặng Phương Nguyễn Mai nè. Hai con đầm caro hồi chiều em sale như mấy chị 280, xả cho mấy chị 180, còn đúng 3 con 70 đến 80 kg. Đây còn đúng 3 con. Còn đúng 3 con một size thôi, 70 đến 80 kg mà xinh lắm mấy chị ơi. Em nói thật sự với mấy chị là rất là xinh nha. Xinh dễ sợ luôn. Rồi xả 180 đầm caro đỏ. Nhưng mà còn đúng 3 con một size. Còn đúng 3 con một size nha mấy chị nha. Đây. Ở trưa nhà có tiệc không tìm được, tức ghê. Có gì đâu tức. Không gì tức hết đó. Ha. Em còn bộ gấu nè mấy chị ơi. Em còn bộ gấu size lớn. Em còn bộ gấu size lớn, xả bộ này cho mấy chị với giá 130.000đ. Nha mấy chị nha. Bộ này dưới, nói chung là dưới 90 kg mặc cũng ổn, 70 đến 90 kg bộ gấu 130. Bộ gấu 130, 70 đến 90 kg. Một hàng màu xanh nãy mở là cô tôi dạ biết rồi bạn ơi. 130.000 gấu của Nhung Võ nè. Nhung Võ 130.000 gấu nè. Đầm caro size XL nha Tú Quỳnh ơi. Đầm caro là đầm sale size XL ha. Size XL nha Tú Quỳnh ơi, mua cho ai phải không? Tú Quỳnh 180 nè. Tú Quỳnh 180 là gấu 130 khách lấy rồi. À, bộ gấu 75 kg khách lấy rồi. Bi ơi, trong kia lấy em chị bộ cô tông mà Gucci hồng á, Gucci hồng ra. Với lại bộ bao cô tông mà Gucci gấu ra ha. Em lên từ từ nha mấy chị nha. Ở ngoài chợ mấy chị mà mua một cái bộ kẹp á, ở ngoài chợ mấy chị mua một cái kẹp như thế này thì nó cũng một nùi tiền. Nhưng mà nguyên một bộ này nó có 80.000 à mấy chị. Nguyên một bộ này nó có 80.000 thôi. Nó có 1, 2, 3, 4, đâu lắm rồi. 3 cái kẹp nè, 4 cái kẹp chim, 5 cái kẹp bớt, 6 cái kẹp tóc, 7 cái kẹp ngọc trai. Trời ơi, có 80.000 một bộ à. Không mua mỗi gì. 1 con, 2 con, 3 con, một cái 40.000 biết luôn. 5 con, 8 con, 12 con. Trời ơi, có 80.000 mà đổ Quỳnh Nhân ơi. Có 80.000 mà đổ Quỳnh Nhân. Trời ơi, đầm caro không có sim hả? Lẽ gì? Lẽ gì không có sim? Bộ này 106 nè, bộ này có 4 size. Kẹp của ai? Kẹp của chị Kim Anh Trương nè. 80.000 của chị Kim Anh Trương nè. Rồi da băng kim kẹp nè. Số lượng ít lắm, da băng kim kẹp nè. Chị giữ tính nha. Rồi chơi với em lấy gì, lấy 7 hả? Em lấy gì, em nói ơi, lấy 7 hay lấy gì? Nè, bà Yên Võ nè, 80.000. Kẹp tóc của Tú Quỳnh nè, 80.000 của Tú Quỳnh nè. Lấy gì nói rõ ghề nha. Tóc em ngắn có kẹp nè. Keo dẻo. Hôm nay nhẹ em vuốt bách bách hóa tổng hợp luôn. Mà đậu mì nó chưa biết chịu dễ biết hết nhiêu. Trời ơi là trời, tôi ăn thử cái gì ngon tôi cũng lấy gì hết. Lông nè, có díp lông nữa nha em. Tí xíu ngoài bán díp lông. Kẹo trái cây Hàn Quốc. Dạ, kẹo trái cây Hàn Quốc là 70.000 một bịch. Kẹo trái cây Hàn Quốc. Này mình bên nhau dây tơ hồng nó đứt tê lê. Để em coi giá một cái. Từ đó, chưa đâu. Đâu mất hộ. Tôi nói cái gì bữa nay cũng bán hết. Bán dầm chiều bán. Dạ đúng rồi mấy chị ơi, 70.000 đó mấy chị, 70.000. Em lời rất là nhiều nha, cho nên mấy chị đừng có bơm hàng em. 70.000 một bịch kiểu dẻo. 70.000 một bịch kiểu dẻo. Cho em xem đầm lại và đầm gì chị. 70.000 một bịch kiểu dẻo, dán giá đi con ơi. Dán giá đi con. Cái con má thì like xong. Dán giá cái này luôn nè. Cái này 80.000, kiểu dẻo 70.000. Dán giá đi con. Dạ một bộ kẹp của chị Hân Nguyễn nè. Hân Nguyễn một bộ kẹp nè. Nè.
làm sao hết trời. Nè bộ cô Tâm nè mấy chị đủ size luôn nha. Cô Tâm gấu, đã quá. Cô Tâm gấu 160 ngàn đủ size. Ai lấy mẹ chứ quần mày. Ai, nhà có ai làm rớt cái quần ở trong đó không? Đây, cái quần đây. Em nói là chuyện của em. Nhưng mà cái quần của thằng này nó xuống gấp mấy lần tất cả những cái quần kia. Em tuyên bố nhẹ nhẹ cho mấy chị. Tại vì nhà em là may xưởng theo size. Nó sẽ 4 size cho nên bộ gấu này 160 kèm số ký. Riêng cái túi đựng được hết cái điện thoại nha. Đó, má nó mê hút bên 7 hôm 7 già rồi em à. Em còn trẻ khói gậm cỏ non được. Mẹ mẹ nghĩ sao quỷ 7 gần 50 rồi em. Về 4 thùng hả? Về 4 thùng chứ làm cái gì đâu mà. Thì còn cò hay gì. Rồi, chốt giùm em bộ gấu kèm số ký 160 nha mấy chị nha. Gấu kèm số ký 160 ngàn ha mấy chị ha. Gấu kèm số ký 160. Hoặc là giống như vậy luôn mà đây là bộ Puma. Giống như vậy luôn mà bộ Puma. Một cái 40 ngàn tụi nó bán đúng rồi. Bán vậy nó mới trẻ được mặt bằng rồi chứ con. Đây là bộ Puma nè ha. Bộ Puma. Chị Thu Hoài từ từ gửi hàng chị nha. Ghi cái bill Thu Hoài đi anh. Ghi bill Thu Hoài và chờ. Chờ áo tiếp gì anh đi lên luôn đó luôn. Cái bộ gấu cũng có size tới 100kg nè nha. Bộ gấu cũng có size 100kg nè. Mấy chị lưu ý hàng xưởng nhà em là có size hết nha. Bộ gấu của Thu Hoài nè. Giá mà còn ăn cơm được là ok không? Cái này cũng không ăn cơm được đâu. Nút một nhột chết mẹ luôn. 160 ngàn. Bộ Puma cũng 4 size nha mấy chị nha. Puma cũng 4 size. Chị nào chốt Puma 4 size thì chốt lên giúp dùm em. Puma nó cũng 4 size à, dưới bộ gấu 100kg cho em. Dạ có luôn. Cái gì vậy? Đây là Thu Hoài. Còn cái này kia lên ngoài là tóm lại của ai? Thu Hồi mà. Bộ gấu 100kg của Phương Nguyễn Mai. Cười gì vậy chị? Cười tính tiền đó nha. Phương Nguyễn Mai à, bên lộn ai vậy? Hoa Lan Hồ bộ gấu 100kg nè. Ai? Ai chốt? Anh ơi, thêm mấy xe gạo. Anh ơi, mấy xe gạo. À, bộ Puma nha. Ai chốt Puma, chốt lên giùm em Puma với nha. Chốt Puma, đừng chốt Puma nha mấy chị. Chờ tao mất rồi kia nào. Đây, Puma Hồng. Em có một cái mã giống vậy nữa mà chữ Puma này là Puma lính nha mấy chị. Puma mà cái viền này là đó viền lính nha. Ai mua giùm bịch kiều dẻo thì mấy chị cho ới quá trời luôn á. Ai mua giùm em bịch kiều dẻo cho ới quá trời luôn. Ế không nói lên lời luôn á. Ai có chia sẻ livestream chị ơi, em còn được mấy bộ kiệt nè mấy chị ơi. Ai mua giùm em nha. Một bộ Puma đen kèm số ký đi chứ ơi. À, ai mua kẹp kèm nhờ con báo giùm em nè. Ghi 80 ngàn lên đi con ơi. Ghi 80 ngàn lên chứ không mai chắc ký quên mẹ hết. Rồi. Để coi cửa hàng này hàng gì đó. Đẹp bán. Không thích là tặng vậy thôi. Nha. Đó. Thế vậy á. Nè chốt bộ này cho bài tắm băng đi anh. Trời ơi chưa gửi cục hàng ba luôn hả? Chết cha. Nè gửi cho bài tắm băng nè. Rồi cho bà tắm băng thêm bộ nữa nè. Rồi à, Puma 80kg của Hồ Ngân mới bay. Lấy bộ ý lên lời cho chị Hồ Ngân 160 đi. Lấy bộ Puma lính 200kg cho chị Tú Huỳnh luôn. Ý lên lời 160 của Hồ Ngân. Rồi qua kia lấy bộ Puma lính 100kg của chị Tú Huỳnh. Rồi tặng nha mấy chị nha. Tặng. Nhưng mà em nghĩ size này nó không cho mấy nhìn bộ à. Em nghĩ bộ này là còn cỡ từ 50kg tới 65kg rồi nhưng mà tặng nha. Bộ này chị nào có chia sẻ và có view em sẽ tặng rồi vậy đi. Chị nào có chia sẻ và có view tặng. Ô bộ này mặc ở nhà sướng lắm nha. Em nói nhẹ nhẹ thôi, bộ này mặc ở nhà sướng lắm luôn. Trời ơi bộ này mặc ở nhà hơi bị sướng luôn. Anh ơi mấy bộ mấy màu rồi. Rồi bé lùng mở ba màu ra con. Ha, chị nào có chia sẻ em tặng nè. Có màu này chưa con? Chưa có, rồi cho bà gọi luôn. Chưa có màu tím luôn đúng không? Cho bà ngoại luôn. Hả? Chưa có màu hồng đúng không? Cho bà ngoại luôn. Hả? Rồi tặng nha. Ngày mình bên nhau dây tròn đã đúc tỷ ly. Cầm ký hết. Cầm ký hết lấy hay cũng được. Rồi lên hàng tặng đâu rồi? À, tặng của 11 nó tặng là tặng thôi nha. Tặng của Mùa Đầy Ngọc Trinh tặng là gì? Kiểm tra kỹ lại chưa bán gì hết mà em.
Thôi trong kia được còn không chị ha? Chị ơi lấy bông mai hồng đi chị. Có rớt cục nào dưới không? Chị ơi lấy bông mai hồng cho chị xuống hình đi. Tặng bú Bùi Thị Ngọc Trinh nè, tặng bú Kiều Ngọc. Tặng bú Kiều Ngọc nè. Ngọc Thúy này ở dưới đó cũng có hàng tặng rồi nè, Ngọc Thúy nè. Được cái ngày nào cũng vô chia sẻ dễ thương. Ít mua đồ nhưng mà dễ thương, Ngọc Thúy nè. Nghe Trần tặng nè, nghe Trần á con ơi, nghe Trần tặng. Nguyễn Điểm nè anh yêu ơi, Nguyễn Điểm nè anh yêu. Hoàng Nguyễn Thị nè, Hoàng Nguyễn Thị không có dấu nè. Nè, Tô Thúy Ngân nè. Tô Thúy Ngân nè, bé ơi, Tô Thúy Ngân. Kim Hoa Trần nè. Đưa đổi cái bộ này cho Kim Hoa Trần cho con gái nó mặc cái tư nè. Kim Hoa Trần nè, đó. Kim Hoa Trần. Nè, chị Nhung Võ tặng nè. Chị Nhung Võ tặng nè. Đó, cái này của Na Nguyễn tặng nè. Hết rồi nha. Na Nguyễn tặng nè. Rồi, hết nha mấy chị nha. Hết chút xíu còn mẹ gì nữa em tặng nữa cho mấy chị. Trời ơi, tôi nói thiệt đó, tôi bị mắc phong long. Rồi bây giờ, đi cột bao gấu với bao bu me, đi cất vô đi bây. Con đồ bán, con nhận đồ tặng, em bán đắt quá trời luôn. Trước khi bán nữa thì bán vé cho mấy chị. Vé này chắc ăn bí lùng đưa đây nó kêu ô, con thích. Là tôi ôm tôi bán luôn. Tôi nói thiệt. Nè, vế này mà mang ra, chị nào hay mua dây, mang giày thể thao chuẩn bị tôi đưa vế này lên cái bí lục nó kêu con thích là y như rằng nguyên cái bao vế tôi ở lại tôi mang tôi dùng luôn. Tôi phải nói trước vậy á mấy chị. Thiệt mình ngày mình bên nhau dây tơ rồi đúng luôn á mấy chị. 50.000 bộ ra gấu, 50.000 một bộ, hình như 10 bộ tóc. 50.000 một bộ, 10 bộ tóc. Em mua còn không mua em còn. Vớ của ai? Vớ, Nhi Lùng chưa được tặng luôn hả? Chút xíu kiếm. Này của Viên Bỏ này, bỏ trong bì bóng gương, bỏ cho con chứ đừng có ghi cho cái bệnh xấu của người ta. Đó, bé Lùng nó không dám nói một câu luôn á mấy chị. Nó nói một cái mai tôi bán thí mẹ luôn. Thiệt. Nè Nguyễn 50.000 nè. Ông cô con không? Nè Nguyễn 50.000 bịch nè. Ngọc Phương Trần bịch 50.000 nè. Ngọc Phương Trần nè. Rồi ai nữa mấy chị ơi? Ai nữa? Kẹo Dẻo 70.000 bịch mua giùm em nha. Ế Kẹo Dẻo nãy giờ luôn á. Ngọc Phương Trần nè. Vế của chị Tú Quỳnh nè. Vế của chị Tú Quỳnh 50.000 nè. Vế của chị Tú Quỳnh 50.000 nè. Ồ, vế còn không vợ? Vế của chị Văn Lê nè. Vế của chị Văn Lê 50.000 nè. Vế của Quỳnh Anh Quỷ Phan nè. Vế của Quỳnh Anh Quỷ Phan nè. Mình bên nhau mong rầu ôm kẹo cái gì? Ai chốt kẹo vậy? Vế của chị Tú Quỳnh có chứ vợ? Ở Quỳnh Anh Nguyễn Lam 50.000 nè. Quỳnh Anh Nguyễn Lam 50.000. Ồ, cảm ơn chị Trịnh Châu Tâm nha. Trịnh Châu Tâm 70.000. Trịnh Châu Tâm 70.000. Kẹo dẻo của Trịnh Quỳnh Tú, con này ngon lắm nha. Trịnh Quỳnh Tú 70.000. Trịnh Quỳnh Tú 70.000. Cái này của Nguyễn Điểm 70.000 nè. Em chưa bao giờ được yên tặng gì luôn hả? Vế của Hồng Võ thì để chút xíu rồi mình giúp như mình tùy duyên đi. Mình tùy duyên vế còn không chị? Vế còn bịch này của ai vậy? Ok. Vế của chị Hồng Võ 50.000 ai đi? Vế của Hồng Võ 50.000 nè. Vế của Hồng Võ 50.000. Chị Hồ Ngân 1 bịch kẹo. Cảm ơn chị thấy em. Thấy em đáng ế chị ủng hộ em bịch kẹo 70.000 của chế Hồ Ngân nè. Má chui bữa nay chúng mất khó tổng hợp. Em chúng mất khó tổng hợp. Chúng mất khó tổng hợp lắm anh chị. 160.000 bộ đĩa tết. 160.000 bộ đĩa tết. Ngày mình 160.000 bộ đĩa tết nha mấy chị. Hai bộ. Nói chung bị sao nhiều trò chơi. Ôi trời ơi là trời. Ui, tôi mệt tôi quá. Tôi mệt, trời cho tôi chát tôi dữ rồi trời. Nè, hồi nãy bán này nhiêu vậy? Cái bộ 90.000 là ba cái giỏ sách đựng đồ trang điểm. Ai chưa có thì chốt đi nha. Ai chưa có thì cứ chốt đi nha. 93 túi lận mấy chị ha. 93 túi đựng đồ mỹ phẩm nè. Đi biển bê bơi rồi đó. Em té rồi đi á, mình sửa rồi gây vô 90. Dán vé đàng hoàng con ơi. Bà Dung, không?
gì à, hộp dán vú, hộp dán vú còn không vậy? Cho chị thu hồi một cái hộp dán chim đi. Đây nè. Xong rồi đưa đồng vô cho em nha. Hộp dán vú nhiêu ạ? Hộp dán vú nhiêu? Cái này là mấy chị mua cũng được, còn không mua em để dành em dùng nha. Tại vì sao biết không? Em thích cái khăn này lắm. Thì mẹ cho em bán thứ chút em liền bán quá mà. Cái này người ta gọi là nữa còn combo. Combo 10 khăn bếp 50.000. 50.000. Mệt 10 khăn bếp. Ta nói thắng hút. Dễ sợ mấy chị. Thắng hút quá trời luôn. Nó kêu khăn bếp hết trơn. Ai lấy túi xách ai vậy? Ai lấy túi xách hả? Màu ẩn sần. Combo 10 cái khăn bếp nè mấy chị, 50.000 10 cái khăn bếp dạ. Mấy chị cứ mạnh dạn mua đi nha. Đó. Đó, khăn bếp nè, khăn bếp của Hoa Lan Hồ 50.000 là lấy đi. Trời ơi, mà cái này dùng thấm lắm. Mấy anh quỷ nó bán ký ngồi chợ nó bán mắc chất mẹ luôn mấy chị. Thiệt, khăn bếp của Tú Quỳnh nè. 10 cái của khăn bếp Tú Quỳnh nè. 10 cái của khăn bếp của chị Tú Quỳnh gần Tết bà bán quá trời. Giỡn gì cũng bán hết trơn á, nó hứa kiếm 5.000, 10.000 kiếm tẻ nó đi nha. À cho em coi lại túi sách hả Mi Quỳnh đây. Trời ơi, cho coi lại liền. Đây, túi sách đâu rồi? Con ba túi sách tao mất hết rồi. Đi ra ngoài. Hả? Đó, túi sách chưa, chưa đây. Cái này là đựng đồ trang điểm, dễ thương lắm nha. Đựng đồ trang điểm dễ thương lắm thật sự. Mà cái này tụi nó chạy bay, tụi nó bán nhiều tiền lắm mấy chị. Tụi nó chạy bay bán nhiều tiền lắm mấy chị, mua không nổi đâu. Em nói thiệt á, giống như cái kệ lồng chim cu rồi gì đựng mỹ phẩm rồi đó. Trời má ơi, chạy bay quay hình đẹp đẹp một chút á hả. Một nồi tiền nó ba cái lận ra, ba cái. Cái lớn cái chung cái dừa, à rồi cái lớn cái chung cái nhỏ nha. Hả? Bà vô ơi, đi ghé lên con đẹp. Nó bị khùng bữa sao nó ngồi mất cơm hoài hết đâu. Dạ đây nha, đây là đồ đựng đá mấy chị nha, đây đồ đựng đá. Cái này là 50.000 một khay, đây đồ đựng đá nè mấy chị, ai lấy cho em nha. Đây đồ đựng đá. Con điên hay con điên ngồi cười quá trời. Đây, kẹo ô mai, con biết giá. Nè, dán giá lên hai cùng. Xong rồi xong cái này bán đầm nha, để cho giỡn quá trời luôn. Rồi, kẹo ô mai nha, mình 60.000 một bịch kẹo ô mai. 60.000 một bịch kẹo ô mai. Trời má ơi. Anh ơi vô đầm đi anh. Cái đống này nhiều con người dễ không? Không, không, rồi bán cái áo này nè. Cái áo bị mắc phong long mà bà Na Nguyễn bà Thiên Điệp á. Giờ bán 50.000. Cái áo bị mắc phong long 160.000 bán 50.000. Mắc dúng con điên ghê. Bán quá trời dúng con điên luôn á. Cho em đi cái chiến gì á. Chỉ còn kiếm nhiều cá nha. Một thùng bên đây đợi một chút ơi. Bán đây xong hả? Một thùng bên đây nè, đợi một chút ơi đây. Đây nha, đừng giỡn mặt. 50.000. 50.000 áo kèm số ký. Bà nội cha của nó coi giảng đẻ lắm mấy chị. Quả nhà em coi giảng đẻ. Chốt giùm em áo kèm kèm số ký 50.000. Chúng mất hết không Phật. Nhưng mà vui chị. Áo 50.000 75kg nè. Còn không? XL đâu rồi? Đùi XL đâu rồi? Chủ yếu kiếm XL nha. Rồi, hết 75kg rồi nha. Áo kem 65kg của chế Nhung Ngô nè. Nhung Ngô 50.000, 75kg hết rồi. Áo này dưới 90kg thôi, XL cũng hết rồi. Áo này còn chị nào mà 80, chị nào 78kg đến 90kg có size. Còn lại là size XL hết rồi. Size XL hết nha. Áo này 50.000 không có, 100kg không có chị. Áo kem của Nhung Ngô, của chị Hồng Võ nè. Áo kem Hồng XL hết rồi, mà bay cũng hết rồi. À, XL của ai vậy? Từ từ. XL của ai ạ? Của Phương Đô là còn cái XL của Phương Đô 50.000 nè. À, Nhung Ngô có rồi. Áo này dưới 92kg có. Chị Tú Quỳnh nè. Hồng bỏ áo kem 50.000 ai đi? Hồng bỏ áo kem 50.000 nè. Đi rồi á. Ờ, dưới 82kg. Khánh Hà Phạm nè. Hết size L. Khánh Hà Phạm 50.000. Áo kem của chị Tâm Võ nè. Tâm Võ 50.000.
con đi gái shop pizza Kim Bách Hóa tổng hợp mai kêu shop shop bán dầm luôn 150.000 nè, 150.000 hoa lan hồ 50.000 nè, hết một cái bán đắt, bán đắt quá trời luôn, bán không nghĩ gì ra luôn. Ui, con nói cái ship này tôi sẽ tặng cho mấy chị nè, mà hôm nay tặng nhiều quá, hôm giờ khỏi tặng rồi mấy chị hả? Hôm nay tặng nhiều quá chút xíu tặng nha. Đây là cái ship chút xíu tôi sẽ tặng mấy chị. Nhưng mà trước khi tôi tặng mấy chị để mấy chị mua đồ đó. Để mấy chị mua đồ nha. Hết áo kem rồi nha mấy chị nha. Hết áo kem quý vị ơi. Thôi mày ơi, khỏi may đi. Riêng mày comment vô nữa là tao biết tao may là tao giống như bé lùn luôn á. Khỏi may nha. Ôi, em mới về lưu giải trái tim đẹp không mấy chị. Con này mấy gì đẹp mấy chị. Mày bikini. Trời ơi, đây, 7 màu nè. Trời đẹp quá. Trời quá trời đẹp luôn. Trời ơi, con heo vì này xuất sắc nè. Em chốt cái mã một cái. Bộ set bộ sọc phối đen. Set bộ sọc phối đen. Để nào ta đây. Hôm nay về hàng gì anh? Khăn này mấy chị lưu ý nha. Khăn này 10 cái khăn mặt là 90 ngàn nè. 10 khăn mặt 90 ngàn. Chị nào chưa chốt thì chốt giúp em nha. Mấy cái bill một ổn rồi mấy chị mới mua để dành mấy chị mua nhiều nhiều chút nha. Ăn bill một cái đừng có đi. Sách mới qua wow, tao bao cái đây rồi. Đấy là bây giờ nè. Chứ bây giờ để lại. Ủa hôm nay lên hàng kìa chồng có chữ viết gì đây? Nó không đúng rồi la đúng rồi. Lên chiếc gì đó. Lên chiếc gì đó con. Giờ lên chiếc gì đó con mấy chị. Ok. Xả đi con đầm dây mắt con lông. Má đầm 260 ngàn. Mà chưa bán một cái quần què gì luôn. Em nói mấy chị về mặc thử cái con đi nha. Chị nào không thích mặc dây lên cái con khót nữa. Về mặc thử cái form đi. Nè mấy chị ở giữa nó có cái đường cắt ngang bụng nè. Coi cái form, form đầm này dài cái ống quyển mà xinh lắm. Ở dưới nó là form xè, form hơi xè giữa e nè mấy chị. Rồi xả form đầm này 120 luôn, khỏi xả 130 cho nó đỡ nhục. Đầm dây. Ở sau lưng mấy chị muốn muốn như thế nào thì tùy mấy chị ha. Muốn căng ra căng vô gì đó thì mấy chị tự vô cô hồ coi cái dây này ha. Xả đầm này cho mấy chị là 120 ngàn đầm dây. Xả 120 ngàn con này đầm dây nha mấy chị nha. Chị nào chốt đầm dây chốt giùm em. Khăn lớn không em? Khăn lớn không em? Dạ khăn đủ lâu cái mặt như đây nè chị. Như đây. Nói chung là còn gỡ gấp 4 lần cái mặt em á. Đầm dây của Đỗ Quỳnh Như. Lấy đi lờ đi. Đầm dây. Đầm dây Đỗ Quỳnh Như 120 nè. Đầm dây chị Nguyên Phạm 120 nè. Bán cho nó hết mấy chị. Bán hết hàng cũ, hàng này cũ gì mới hay luôn á, cũ nhẹ gì. Chưa cũ đâu. Bấm nút chia sẻ đây, đầm dây 80kg dù đơn của chị Hồng Tươi. Và cảm ơn chị Hồng Tươi đã thương xót cuộc đời em. Hồng Tươi 120 ngàn. Đầm dây 100kg của chị Quynh Đi Trần. Dạ ok, dạ khăn 90 ngàn là chị mềm lắm chị. Mềm y chang da em bé luôn nha, 90 ngàn khăn. Em lấy về có 1 ngàn khăn chứ không nhiêu đâu. Đầm dây của Windy Trần 100kg. Windy Trần 120 nè. Đầm dây 80kg của Duyên Trần hồi trưa có bill nha. Duyên Trần này hồi trưa có bill nha. Duyên Nguyễn hồi trưa có bill của Duyên Nguyên đầm dây nè. Rồi ai nữa mấy chị ơi? Ai nữa mấy chị ơi? Cho một phút xăng 90.000 của Hoa Lan Hồ nè. Hoa Lan Hồ 90.000 nè chị ơi. Phong nhỏ là XL. Bên đây bên cạnh có cái này em mặc rộng quá. Cái này không có coi vậy. Cho nên em mặc XL bằng chị đi. Còn bữa sau để chị tự lấy size cho. Ok không? Bữa sau để chị tự lấy size cho. Kệ á, như vậy á. Má buồn quá, biết muốn làm gì bà ngồi lấy dụng cho bánh lò rồi nha. Ai? Cô bảy. Cho bà làm đi, không phải lên lò bà ngủ nữa. Làm như vậy, mình dạng ha. Chị ơi, có áo vú để mặc đầm dây không vậy? Trời ơi, bà hỏi đúng cái lò nhà tôi rồi đây. Bà hỏi đúng cái lò nhà tôi luôn. Đây, áo chống tuột 160 ngàn. Bà hỏi đúng cái lò luôn. Ha, à, cái lò này người ta gọi là lò luyện kim. Trời ơi, còn một hàng bom của má nữa nè. Nguyễn Mỹ Lệ. Bom hàng xong quay vô đặt hàng chứ. Chị ơi, nhớ bộ thể thao về chốt cho em 2 bộ nha. Nói vậy á.
Trời ơi, bao nhiêu người đã dở thương sao mà đã dở thương. Đã dở thương cái mẹ luôn. Hai cái quần lấy chia 50.000. Hai quần lấy chia dưới 75kg bán hai quần 50.000. Cháu đã vui, ờ vậy đi. Hai quần lấy chia 50.000. Ủa gì đâu anh đâu. Hàng siêu là không có cho đậu trẻ. Mà hàng đậu trẻ, hàng 90 đậu trẻ thì đậu trẻ sai. Chứ không ai đậu trẻ mẫu này qua mẫu khác hết đó. Nha, đây. Hai quần lấy chia 50.000. À, ai chốt hai này chốt giúp em nha. À, là, lấy chú cho em, lấy chú gì cho em? Lấy chú. Lấy chú gì? Nhà em có ông nội mà đi bệnh viện rồi chị. Hai quần. Hai quần của chế sang sang nè. Hai quần cảm ơn chế sang sang, hai quần chế sang sang. Em hai bộ nghe chị, bộ rêu với bộ đỏ có một bộ thôi nha. Một bộ thôi mới có một bộ rêu rồi nha. Con đầm này nè. Con đầm này nó bị dơ, mấy chị về giặt giúp em nha. Nó bị chuột tắt, nó chuột nó bò tới, nó bị lùi. Đây, hai cái qua. Nói tiếng Việt đi Thanh Huy. Chị nói giùm em tiếng Việt đi. Cái gì mà hai cái qua, chế ơi nhớ lấy em cái áo vú size 40 màu da chống tuột nha. Ủa nãy giờ chưa đặt nhớ hồi nào vậy bà nội? Nghe chồng lấy hồi nào? Đặt chưa, đặt chưa? Thì mấy má đi, mấy má comment một cái muốn rối loạn nào. Con này size XL dưới 80kg nè. Bán 100.000 về giặt giùm em ấy. Em chốt bộ đỏ nữa mà chị. Bộ đỏ nhưng mà không có còn size. Không có còn size luôn. Không có còn size nha. Đợi tôi lên bộ này chốt luôn. Con đầm này hai cái quần buồn ngủ rồi. Hai cái quần buồn ngủ rồi. Khách lấy rồi. Bán hàng cho mấy má tôi cũng bị áp lực lắm. Bây giờ tặng cho em đỡ buồn ngủ nha. Được không chị? Ừ, đầm nơ của tôi, tôi thấy ngon 100 nghìn. Đầm nơ, tôi làm cái đầm, đầm mơ 100 nghìn. Chị vậy, buồn ngủ rồi, giờ tặng hàng có lấy không chị? Chị ơi, giờ buồn ngủ rồi, tặng hàng có lấy không? Bà nào hồi nãy nói với tôi là từ hồi... Ok. Ok, vậy đi. Nha. Tặng hàng có lấy không, ok. Cái bộ này á, tại vì em nhùn nó vô một cái nùi dẻ thôi. Chứ cái bộ này mấy chị về mặc lên nó là bộ sơ mi đó nha. Lấy em một cái áo vú chống tuột size 42 dồn đơn rồi. Ai xuống đi. Ai xuống có nhắn messenger rồi không, để em kiểm tra lại. Cái rô trắng đen xong dạ hàng mới về, đợi em chút xíu nha chị. Tại tặng em đỡ buồn ngủ, tặng sang sang hả? Tặng sang sang size L phải không? Rồi size L tặng sang sang đi. Tặng bộ cho sang sang, mỗi cái quần không cũng đủ tiền nha. Ha? Dạ chờ em chút xíu. Đây. Em mới vậy nãy chưa bán gì luôn á. Nè, đá cái quần ống bát nè. Quần bát nè. Đó, tặng em sang sang bộ này đi. Ô, bà cũng mới mua, bà dễ thương lắm luôn á. Trời ơi là trời. Chị Thuận ơi, chị Thuận lấy em hai bộ đồ bên em nói là hai bộ đồ của em để dành chị Thuận nói á. Cái chồng em dễ thương lắm, sắp đi giặt rồi. Chị có chịu không? Em lấy em để lại cho chị hai bộ 200. Ở chồng em giặt rồi. Chồng em được cái lanh lẹ lắm. Yên sắp rối lộn tiền đình dạ. Mỹ Hiền ý lên lò là hết của Mỹ Hiền rồi nè. Tặng là phải vừa nha. Ờ, Nhi Lùng tặng được nè. Nhi Lùng bấm nút chia sẻ chị chưa? Ờ, có rồi nè. Nhi Lùng là tặng được nè. Cái quần không cũng đủ tiền đó nha. Nè, Nhi Lùng tặng là phải rồi. Tặng của Nhi Lùng nè bé ơi. Tặng của Nhi Lùng nè. Hot size lên lò. Hot size lên lò. Lấy áo trắng nha chị, lấy áo trắng chị. Đỗ Bình Nhơn còn size L thì chốt cho mày nè. Ờ, Đỗ Bình Nhơn tặng nè. Tặng của Đỗ Bình Nhơn nè. Tặng của chị Phương Thảo thành phố nè. Phương Thảo thành phố tặng nè. Nguyễn Điểm hết size Nguyễn Điểm nè. Anh A Trinh Nguyễn lấy size tay hay được không? Anh A Trinh Nguyễn tặng nè. Kim Thoa Trần lấy size 42 đúng không? Tặng của anh A Trinh Nguyễn nè. Tặng của anh A Trinh Nguyễn nè. Còn bộ size L tặng cho hai ta cùng một nhà. Hai ta tặng nè. Không có size 100kg còn size 2 thì thôi. Tặng cho bác sĩ bộ nè. Tặng bác sĩ bộ 2 thì nè. Bán không thấy ai comment tặng. Mày tự nói thôi. Tao không nói gì luôn á. Ngọc Hương Trần tặng nè. Ừ, có mình mày nói cho tao không nói gì luôn á. Để mẹ đây. Bán cũng nguyên tâm mà từ từ bán tiếp qua năm bán tiếp đúng không mấy chị. Còn con mẹ dĩa nhà tặng đi. Để tới để lui ngứa mắt chết mẹ đi làm gì đâu. Đúng không? Kệ. Bán có mày này có mày kia cho mấy chị. Giờ em bán chiếc bán tiếp nha. Có rồi nha. Bán
cái cuối cùng là của ai vậy? Bích Thủy có chưa? Có rồi. Ai ta? Cái cuối cùng của ai ta? Em thích cái quần mà bà thích gì cả, bà gì bà muốn mặc gì bà mặc. Bà cáo tôi chi? Sai sai nhiều nhà đúng không? Không, sai hay ít mà. Bộ đó sai nhiều, coi áo nè. Trời má ơi. Hay ít hả? Hay ít, như sau Bích Thủy là của ai ta? Hai ta. À, cái gì à? Ngọc Phương Trần. Sai ta rồi. Ngọc Phương Trần có chưa? Rồi, đúng rồi đó. Trời, không có, nó cạo đầu quá, đốt nhà. Ủa, luôn á. Ủa, Phương Trần hay qua lấy hàng chưa? Từ từ nãy giờ hỏi ta trả lời 3-4 lần rồi đó. Không biết, ai biết em dưới dòng biêu. Quay! Ai biết? Mày. Ngoài lá lá tôi quýnh bây giờ. Nè, còn mấy cái áo bán sale 90 ngàn đi cho nó hết hàng nè mấy chị ơi. Quần 60 ngàn mua giùm em một cái đi. Gì tạo với ông tặng. Người Tây mua giùm em nè. Áo Puma nè bán 90 ngàn cô tông 100% nè. Đó mua giùm em 90 ngàn cô tông áo đi. Mua giùm em cái áo, trời ơi vải đẹp lắm mấy chị ơi, 90 ngàn áo nè. Của Ngọc Hương Trần chị chứ không phải Ngọc Ẩn Trần, Ngọc Hương Trần. Nha, áo còn mấy con bán 90 ngàn, hốt giùm em cái quý vị ơi. Thương em hốt giùm em cái đi mấy chị. Thiệt luôn, comment chiếu từ trên dưới, tôi nói tặng mà còn rất trẻ nữa, chắc khỏi tặng nữa quá. Thiệt đó, còn bì vế nè, mua giùm em cái đi mấy chị. Nè, của chị Nguyên nè. Chị Nguyên Phạm là 90 ngàn nè, mua giùm nè. Đó, chị Nguyên Phạm mua giùm em á. Đó. Áo Bung Ma. Lên caro, dạ lên liền, chị sống này cái lên liền. Ai nữa ta? Áo Bung Ma của chị Nguyên Phạm nè. Bung Ma của chế Ngọc Ẩn Trần yêu ký ta. Ngọc Ẩn Trần tám mấy ký phải không? Ngọc Ẩn Trần là 90 ngàn của chế Ngọc Ẩn Trần nè. Áo chơi 90 ngàn chị Hồ Ngân yêu ký ta. Lên giúp giùm em áo kèm túi ký được không mấy chị? Được không? Hồ Ngân 90 ngàn nè. Hồ Ngân 90 ngàn nè. Dạ lên caro liều chị đợi em. Chờ em, ai ăn em cũng bán hàng chính quy mà. Chờ em từng con thú đó con quỷ heo vô. Bất kể im lặng, đứng im hết. À quần 60 ngàn nha. Quần 60 ngàn, quần này là quần lưỡng tới đầu gối nè. Ai chốt chốt đi. Ai chốt chốt đi, bán cũng phải từ từ mấy chị. Bán không phải từ từ, dầu nó cũng phải từ từ đó nha. Đáng này dầu, sắp dầu rồi đó. Em mê mấy cái vải này ghê luôn. Hồi nãy có một cái bộ xếp lên. Trời ơi, Quỷ Diễm Hương nó còn ở đây không ta? Quỷ Diễm Hương đâu rồi? Quỷ Diễm Hương đâu rồi? Diễm Hương alo, 1, 2, 3, 4. Em có ngập đầu dây, em nhẹ đầu dây em trả lời chị cái. Cung ma mặc rất là sướng, quần 60 ngàn của chị Hân Nguyễn nè. Hello, hello chị Hân Nguyễn, bữa giờ mới gặp chị nha. Vậy đi em, rồi quần 90kg của Hân Nguyễn nè. Ủa Hân Nguyễn, nãy là clip kia con là Hân Nguyễn này luôn nè. Không có size của nó, Sang ơi, không có na size của nó, Sang ơi. Không na size của nó, cho nó ở chuồng đi em. Em xem test đây, đang lên test đây. À, em nghe nói là cái set này nó về đẹp lắm mấy chị ơi. Phải hơn Nguyễn hồi nãy không phải hơn. Em nghe nói set này về đẹp lắm. Cái áo đó không có vừa dễ thương không mấy chị. Trời ơi má ơi, 240 ngàn là má ơi. Nó đẹp kìa, trời ơi cái nơ á. Trời ơi cái nơ á nha mấy chị. Mà mấy chị coi vải coi giãn nè ha. Trời ơi cái quần này mấy chị, quần chín tóc nè. Chốt giúp giùm em bộ chín tóc caro tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. 240 ngàn bộ này nha mấy chị nha. 240 ngàn bộ caro. Ai chốt bộ caro 240 ngàn chốt giúp giùm em 240 ngàn ha. 240 ngàn một bộ caro. Ai mà dưới 70kg từ 58kg tới 69kg chín á là em có bộ ngủ ba bộ 200 ngàn. Ai mua báo em. Để giờ coi đi kia. Ai vậy là chị Hân á? Hân lễ quay xe, dâu lễ lễ quay xe. Đâu ai hỏi đâu. Đưa hết dân thể ta vô giúp đầu. Má ơi quá trời người hỏi caro luôn. Xong em đưa lên với mấy chị lặng. Tự nhiên đang 108 cái hỏi caro, cứ đưa lên caro lên còn 83 người. Mấy chị làm em tụt nấm ra. Rồi coi, chốt bao hàng tụt nấm. Bao hàng caro. Chốt bao caro đi. Tự nhiên cái chốt bao caro lên. Cái xong rồi cái nó bán được rồi. Vậy đúng không? Rồi em đúng không? Rồi vui tiếp câu hàng khác. Em chốt các bồ mà không thấy
Em buôn ba nhưng mà không có size em, không có size chín mấy ký, hiểu không? Hiểu không? Ồ, cao chị Tú Quỳnh đây là bả thương xót được đời em nè. Chị Tiến Nguyễn Thị mua mở hàng nè, vậy đi vậy. 240 mua mở hàng của chị Tiến Nguyễn Thị. Ồ đúng rồi, nói nghe nè, nói nghe, nó nhỏ nghe. Em nè chị Tiến Nguyễn, em về được. Tan caro của chị Tiến Nguyễn Thị 240 em về được. Hai thùng đường củ cải của Nhật mà 200.000 bán mắc lắm chị, 200.000 nửa ký, 200.000 một bì để cho gia đình ăn. Em nói với chị là mua cho con em phải không? Ừ, nói tin mới bán nha. À, của Na Nguyễn là 90.000. Dạ bộ caro, dạ kệ, bán được hai bộ 240 là 408, em lời cũng được 400 rồi mấy chị. Sao? Dạ, ồ con bỏ bên kia. Dễ đúng không chị, em thấy dễ quá trời luôn thiệt á. Bán nhiêu cũng được hết trơn á. Mấy giờ mua giúp em bị kẹo hay mấy chị? Như tiền quên rồi. Không có dùng ghen nha mấy chị. Kẹo trái cây kiểu giống như là trái cây tươi xong ép khô á. Mua giúp em bị kẹo mấy chị. Mua giúp em bị kẹo nha. Đó. Còn kẹo dẻo này thì 70.000. Chị ơi có chơi chị ơi có chơi TikTok không? Dạ có, gì em cũng chơi hết chị. 50 dán giá thì còn không? 50 trùm bòn đủ gì em cũng có chơi hết trơn á. Dạ. Cái gì cũng chơi nha. Cái gì cũng chơi hết trơn á. Tao tên Võ Thị Yên á, mà tao biết tao tên gì TikTok nữa. Để gì nó kêu tin nghe trong con. Kêu dẻo, 270.000 hộp. Đó, ai ăn gì báo nha. Giờ mệt bán rồi. Ủa nói con, Khang Long biết 10 cái nãy nhiêu rồi, 50 hả? Khang Long biết 10 cái 50 ha. Đủ màu, đủ sắc, dán thôi, dán 50 em. Dán dế 50 em. Chị có dán dễ không? Bán không? Trời bán gì riết rồi băng vệ sinh á. Ờ đúng rồi, đây. Ờ ba đem băng vệ sinh hả chị mua không? Thôi băng vệ sinh nắm mua đâu. Trời ơi, không có cái gì tôi không bán hết trơn á mấy chị. Không có chơi game nha. Có TikTok có chơi game không biết. Chơi game muốn em nào. Bốn xếp ăn bếp. Dạ. Còn nhiều lắm. Bốn xếp 308. Chị mua chén dĩa biết lên luôn. Ủa cái đó hả? Bốn xếp ăn bếp nè. Chị ơi còn khăn đây là khăn lau mặt nè. 90.000. Trời má ơi cái gì em cũng bán luôn chị Tiến. Khăn lau mặt này nó mất mẹ rồi. Khăn lau mặt một cục như vậy á. Anh quỷ người ta đang lấy luôn. Nè một cục như vậy 90.000 là khăn lau mặt nè hả chị? Nó nói mềm như da em bé luôn ha. Đó. Đấy, y vậy á. Mới tanh bằng cục rồi á. Y vậy luôn nha. Rồi, con nghe trang đưa lên là quần Paris nè mấy chị. Hả? Cái phòng mới chọn không phòng được đẹp ngày đâu. Đây. Quần Paris hơi bị đỉnh nha. Em nói mấy chị với quần này hơi bị đẹp luôn. Đó nè, quần này quần lửng nè. Đó, ở dưới nó làm cái bo chân nè ha. Rồi, chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Chốt lên giúp em quần này 200. Quần này 200. Em còn cái ba lô này nè, ai lấy nha. 320.000, xả 150. Ba lô Adidas ha. Ba lô Adidas, ai lấy thì cứ lấy mạnh dạng lên mấy chị. Nhà em giờ gì cũng có bán hết á. Rồi lên tiếp hàng nha mấy chị Tuy ơi. Ba lô rồi. Đây cái gì nãy nữa này lên dễ thương với nhau, bán tiếp đi. Kiến diễn nè. Ủa về mấy con hàng mới đâu rồi? Nói cho đợi bán hàng mới đó nha. Nè quần legging này là giải bằng giải uni gì vậy mấy chị? Giải gì em không có biết nhưng mà chắc mặt đây ta cuối rồi chắc không bao giờ nó mất nữa. Đây nè mấy chị. Không biết uni hay uni á. Quần này là quần vải tắc nè ha. Mà em nói mấy chị cái vải nó sung sướng lắm nè. 95kg cũng vừa ha. Quần này là 90.000. À, dạ thưa em mua hai cái baggy rồi. Một lửng một dài rồi. Không ai nói gì luôn á mẹ. Không ai nói gì luôn á. Mua quần uni đi. Uni gì á. 90.000 uni gì mua giùm em nha. Quần này nó có hai size.
những cái size nhỏ nhỏ hơn cái trung trung, cái size nó bự bự hơn cái bự bự đó. Quần này giá nhiêu quên à, 90.000 hả chị ha. Rồi đưa hai bao áo lại đây để tự lấy luôn nha. Rồi lên đồ ơi, lên đồ mới chứ nãy giờ bán sale chưa có gì ăn luôn á. Lấy em ba quần legging 7 tấc. Quần này vải đẹp lắm nha chị Ý Linh Lan. Quần này nó không phải mơ chín với chị chứ. Quần này vải xuất sắc lắm. Ba cái, ba cái của chị Ý Linh Lan này. 9327. Em đang quảng cáo cái bu cái gì? Em đang quảng cáo cho mụ à, đang quảng cáo cho mụ chỗ đâu em đang quảng cáo cái bu vô. Nè ba cái của Ý Linh Lâm nè. Quần ngoài 90.000 90 vân lê. Tuyết khăn của chị cá bành nè, cá bành 90.000. Ờ chị Vân Lê quần 90.000. Dạ ok lấy size lớn đó chị. Chị Vân Lê nè, Vân Lê 90.000, Vân Lê không có gió nè. Quần bó đùi bó, quần nó ôm vô cái người á. Nó kiểu như lấy jean là mình hay mặc quần với sơ mi hoặc là thun thun phơm dài á chị Ý Linh Lâm ha. Thun phơm dài. Cái quần này mấy chị mặc nó sướng lắm, cỡ nào mấy chị mặc cũng sướng hết nha. Chiều mấy tôi thấy mấy cái buồn lòng sai lòng khó còn nhiều lắm. Đợi đi à, áo em nghe đồn là áo về đó mấy chị, để em coi áo hả. Hôm qua có áo dây, áo dây tầng về với lại áo lật tay á. Phương Thảo lấy chưa? Phương Thảo bây giờ muốn hàng gì nói đi, like cho. Ừ muốn hàng gì like cho, nói vậy đi ha, muốn hàng gì like cho. Dạ 120.000 áo sọc. 90.000 nay nó lấy gì vậy ta? 120.000 áo sọc nha mấy chị nha. Ờ, đi kiếm gì cho xa. Ở đây Ý Yên may cho 4 size tất cả. Ê, tự nhiên tôi đang mặc size L mấy chị. Tôi bị khùng rồi. Tự nhiên tôi lôi cái like size L để tôi mặc nè. Đáng lẽ tôi phải mặc XL ha. Có quần mặc váy không có chị? Nhà em gì cũng có quần mặc váy. Em đang mặc, em gần 90kg mà em mặc size L nó hơi ôm nha. Dễ thương không mấy chị? Rồi chốt giùm em áo sọc 120. Lấy quần 90.000 của Na Nguyễn nè. Na Nguyễn một quần nè. Na Nguyễn như quên, 90.000 của Na Nguyễn nè. À, quần 7 tấc có rồi. Lấy 5 quần legging 7 tấc 70kg nha. Lấy thêm 2 cái không Mỹ Linh Lâm. Em có quần 9 tấc nữa nha. Mọi người có muốn mua legging 9 tấc đá không? 2 cái nữa nè. 2 cái của Ý Linh Lâm nè. 2 cái này 108 của Ý Linh Lâm. Rồi lên áo 120 ha. Em đang mặc áo hơi bị ôm nha mấy chị nha. Thôi cởi nè nó đi. Rồi nè áo của Hồng Võ 120 nè. Ờ like anh Phước hả? Mày sao mày cũng nhẹ nhẹ thế. Thì á hả? Cũng nhẹ nhẹ lắm chứ không phải vừa đâu. Rồi áo bay của Kim Thoa Trần nè 120. Áo bay của Kim Thoa Trần 120. Bà nội cha tự nhiên cái đi kiếm cái áo cho ôm cho cố vô mặt không có thấy đẹp gì hết trơn à. À Ngọc à, lấy một cái quần mặc váy phải ba cái chị mới bán chị. Ừ bán cũng nghiệp nhẹ lắm. À cái gì quên rồi. À xuống kia lấy kiếm cái bao quần mặc váy nó nằm trong cái bao xanh ngay trước cái chỗ vú, trước áo vú luôn á. Ờ à, cái lại coi thử cái bao legging, bao legging đá rồi đem lên chưa. Bao legging dưới đó cũng còn dưới đó. Trước cái kệ đen, trước cái kệ trắng nha. Quần ở Trịnh Châu Tâm thấy L nè. Quần mặc váy phải lấy 3 cái nha mấy chị. Trịnh Châu Tâm 120 nè. Ờ, à, 2 cái legging lửng phong chị Diệp Ngọc lên. 2 legging lửng nè. 2 cái legging lửng nè. Em có cái legging này nữa nè. Tính ra anh Bảy cũng đắt hàng không? BD Ngọc ơi. 2 cái này của Diệp Ngọc Lê nè, 108. Vi con Vi mỗi cái 90 qua cho ba dễ làm hàng. Ta nói chỉ để bún thung thôi chứ không làm được mẹ gì á. Thấy mấy thằng, ta nói mấy, thấy mấy thằng là tập tạ không? Thấy mấy thằng tập tạ không? Có được cái con mẹ gì hết á. Không có được một cái con mẹ gì luôn. 120.000 áo thun. Rồi để coi từ hôm nay lên gì nữa nha. B52 để coi thử hôm nay lên cái gì nữa. Chưa biết là hôm nay lên cái gì. Nghe nói
cái bộ này nó cũng là chính tóc hay cái gì á. Mà sao áo dài về nha quý vị, để dành tiền mua áo dài bên em nha. Đẹp không? Đem phối bút free chính tóc. Trời ơi, tối nay hai mẫu chính tóc về hơi bị đỉnh luôn á mấy chị. Tối nay hai mẫu chính tóc về hơi bị đỉnh luôn á nha. 240. Trời ơi, vải mê say luôn mấy chị. Chị Tiến Nguyễn Thị ơi, vải mê say luôn chị ơi. Chính tóc 240 chính tóc. Chị nào chốt chính tóc chốt lên giúp giùm em nha. Chính tóc Burberry, còn chính tóc hồi nãy là chính tóc Caro ha. Đúng rồi, đúng. Còn bao, còn bao. Không phải chính hồi nãy đưa lên một cái bao bộ set rất là đẹp luôn. À, chính tóc Burberry của Phương Thảo XL nè. Bưng lên rồi không? Của Phương Thảo nè con, Phương Thảo 240. Nè Phương Thảo 240 nè bé. 75kg. Không, bộ này vải đẹp lắm mấy chị ơi. Bộ này vải đẹp vô số luôn. Cái bộ này mà mấy chị mặc mặc vô nội mà cái nước vải không á. Áo tay lật hồi nãy. Bao dưới đây là cái gì vậy? Cái bao legging nó bự lắm em. Nó là cái gì? Xếp được đây, đưa cái xếp đây. À, nậu cha nó xếp tiệm rồi đem đi giấu nè. Nè, cho em lên lại cho mấy chị lần nữa xếp Burberry nha. Xếp Burberry. Có bill rồi. Xếp Burberry vải co giãn đã lắm kèm số ký. Rồi ok, không chốt nữa không? Dẹp đi để lên tầm chứ gì đó đó. Nè mau đi mấy chị, xếp này có size tới 100kg nha. Tổng cộng 4 size. Bộ chính tóc sắn mực. Bộ chính tóc sắn mực bây giờ bỏ ra là vô. Chồng lên đó luôn. À, xếp Burberry của chị Nguyễn đây nè. Em có cái bóp cầm tay. Chị có cái bóp cầm tay không chị? Không. Không nha. Cái nào có nó có liền. Xếp Burberry của Nguyễn Trang Trang nè. Chị Nguyễn Trang Trang gò bắp nè con. Cô Nguyễn Trang Trang gò bắp 240. Cô Tú Quỳnh. Cô Tú Quỳnh 240. Bi ơi kiếm có hay Bi? Kiếm có cho chị mua luôn. Cái bao nhà dưới á 240. Cái bao nhà dưới 240 nè. Cái bao ngay trước trước ấy á, trước chỗ cái kệ hai mai năm canh á. Cái vậy đó. Ờ ghi là cái gì chính tóc legging gì đó bây giờ. Chính tóc legging hay cái gì đó. Bộ này chị Tú Quỳnh về mà cầm cái nước vải lên là chị Tú Quỳnh sẽ bị mê. Sẽ bị mê rất là nhiều ha. Nên phải đắm luôn á. Áo dây chồng hai nè. Áo bây giờ quần hai nút đen nè. Lấy em có bộ caro nữa luôn ơi, đứng dậy lấy bộ caro như gì đi con. Bộ caro. Bộ caro chị Lô Bi mới bỏ anh kia. Cho cô Trang coi thử. Cô Trang kết không? Nè bộ này nè. Lấy bộ Burberry size L của anh nè Trinh Nguyễn luôn. Lấy cái này sao lấy cái gì vậy? Cái L đúng gì? Lấy size L cho mọi người coi à. Nè anh nè Trinh Nguyễn bộ Burberry nè. Đó, anh em Trinh Nguyễn 240. Nè, hổm giờ tức ghê, tức có may ra xong rồi khách hỏi nói hết nè, mấy chị có bị khùng không? Trời mấy chị coi nè. Em không hiểu em bị gì luôn á. 240 nha, bán luôn 240 kèm với lại chân váy quần, kèm với lại quần đùi nè. Quần đùi kèm với lại quần đùi mà phơ mà sau lưng có lưng thun nè. Trời ơi, chốt giùm em bộ đen viền trắng với 240. Em đúng khùng luôn á. Em dùng từ là em bị đúng khùng luôn mấy chị. May ra xong rồi á. May ra xong rồi á. Ý Linh Lâm tổng cộng 5 cái quần rồi. Bây giờ đưa chị cái ba lần lần rồi. Nè bộ caro nè. Chị Nguyễn Trang Trang có lấy thêm bộ caro không nha. Bộ caro nơ. Bộ caro nơ 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Ha. Em xem là set Burberry có luôn. Có set Burberry luôn. Đây. Đây là set Burberry với lại set caro đẹp lắm. XL caro với lùng ơi. Đây là set Burberry nè. Quần chính tóc luôn ha. Mà vải đẹp vô số. XL của Nguyễn Trang Trang 240. Đây. Set này em lấy áo được không chị? Có cái nơ trắng hỗn quần trong 7 mặt không? Lấy đi em 240 để quần chị mặc cũng được chứ sao đâu nha.
tiếp này em lấy cái lấy ra cái áo 240 nha. Áo 24. Ủa, cho tao cũng được, không sao nào. Mua cái bức Curry XL của Linh Hồi, mua cũng việc mẻ lắm chứ không phải vừa đâu. Linh Hồi 240. Mua cũng việc mẻ lắm chứ không phải vừa lòng. Còn quần này á, ý Linh Lâm có lấy quần chính tóc không? Lấy chinh luôn. Nó có hai mẫu. Một là quần đá, hai là quần viền bụng. Một là quần nè. Một là quần đá, hai là quần viền bụng. Hai là quần viền bụng. Cứ 60 đến 95 kg viền bụng thì tới 95 kg là vi vu ha. Còn quần đá thì dưới 90 kg thôi ha. Bơm bơm à, thiệt. Bơm bơm à. Không bơm mà ăn cơm với cá, bơm bơm mà ăn cháo vi cá với cơm, vậy không? Ghê không, ghê không, là thành thơ luôn. Quần legging cứ hai con 150 nha. Legging chính tóc. Đá hai cái. Đá hai cái 150 của chị Võ Phúc nè. Đá hai cái chị Võ Phúc. Hai cái 150 ngàn. Đừng nhìn qua cái bao tô chén dĩa. Nhìn qua cái bao dép đi nhà sống này đi. Em lên dép đi nhà đẹp lắm luôn. Nó có hot girl lộn, nó có hot trend nữa nha. Không hết chưa mấy chị? Rồi xong hết việc nghỉ nè. Không hết rồi, chưa việc nghỉ đâu nha. Mình cũng nói việc nghỉ xong rồi phóng cái xào ra đi nha. Chưa đâu, mấy chị chưa đâu. Lấy ai nói nghe nè. Nắp nhẹ thôi nha. Một lớp nè. Kéo tới cỡ này nè. Xếp sọc. Xếp sọc là xếp bookberry á hả chị? Là xếp sọc là xếp bookberry hay là xếp caro chị Thu Hồi? Đó, hay là xếp chân váy quần? Đâu mất rồi, xếp chân váy mới đi đâu mất rồi. Đây. Trời má ơi. Rồi, bé bay ơi đứng dậy dò đi bay. Đưa bookberry vô bao đây, dựng sát vô. Nó mệt rồi. Ok là gì à, bookberry phải không? Bookberry XL nè. Oh. Này đúng không chị Thu Hồi? Này dán luôn không? Nổi lên ngoài khỏi chỗ dán fit bookberry 240 đi. Bộ caro cũng mở vô nè. Nè bookberry bỏ vô. Bộ caro bỏ lên cái bao trên kia. Rồi khui bao tiếp nha. Này quần legging nè. Quần này mà chị nào size lớn thì nên lấy ha. Hả? Mà rất là sướng. Nói chung là 65kg tới 95kg là sung sướng cuộc đời luôn. Legging này vải mê lắm mấy chị. Biết legging này là không đùa được đâu. Legging này 80.000 con mà quần 7 tấc thì lại 90.000 con. Nó bị nó bị on nghiệp vậy á mấy chị ha. Nó bị on nghiệp vậy. Rồi set này cũng 240 nè. Set này cũng 240. Ai ưa dây thì mới chốt được set này nha. Ai ưa dây thì mới chốt được cái set này ha mấy chị ha. Một legging đá, một legging rồi có bán legging cho tôi không? Ủa có thấy Phương Thảo chốt gì đâu, anh kéo lên thử vậy. Ủa Phương Thảo chốt gì? Ai legging không có đá. Ai legging không có đá anh? Trời ơi má ơi. Anh thấy chứ thấy chốt rồi, để đi má. Để nguyên đóng mặt từ đây đến năm sau hả má. Hai con của Phương Thảo 150 nè. Phương Thảo phải 150 nè. Một con lết lết kim đá nè. Một con lết kim đá với một con lết kim bụt cho Hoa Đoan nè. Rồi Hoa Đoan hai con 150 luôn nè. Hoa Đoan hai con 150 luôn nè. Không thấy, ổng comment. Ở ngoài kia mấy luôn nó mua một bộ kẹp á mấy chị. Nó mua một bộ kẹp là một cái là 40 ngàn. Này em bán nguyên bộ có nhiêu 80 ngàn không con? Nguyên một bộ kẹp luôn chị Trang.
chị Trang mới đi về phải không? Đây nè, bức curry của Thu Hồi có rồi nha. Một bộ kẹp dày mà mấy cái lận. Mà em nói mấy chị có 80 ngàn một bộ. Hai cái nè, hai cái nè ha, ba cái nè, bốn cái. Bộ kẹp chị có 80 ngàn bốn cái nè, năm cái nè, sáu cái nè, 12 cái nè, đó 80 ngàn. Một bộ kẹp của chế Vi Hà là 80 ngàn. Lấy đi con. À, một cái legging bụng chín tắc là một cái quần bảy tắc 80 với 90. 80 với 90 của Hồng Bỏ hả? Của Hồng Bỏ hả? 80 với 90 là nhiêu? 7. 80 với 90 của Hồng Bỏ nè. Ở bên kia phẫu tròn 80 với 90 của Hồng Bỏ nè. 80. Đây là chị Bùi Thanh Huyền. Em chưa đưa lên cái áo luôn. Bộ này hồi bữa em mặc ngồi like dễ thương quá trời luôn. Thiệt lòng mà. Bộ này mặc ngồi lên dễ thương lắm luôn á. Dễ thương cực kỳ mấy chị. Nguyên một bộ nè ha. Rồi, tiếp anh L của chế Bùi Thanh Huyền. Bùi Thanh Huyền 80kg. Gì vậy bảy? Đồ kèm của chị Yếu Phúc nè. Thiệt luôn quá, em nói giá này là hơi bị xịn sò luôn á chị. Giá này là hơi bị mềm luôn á. Chưa được đâu. Chưa được đâu, chưa có nghĩ được đâu nha. Nha Phương Thảo, chưa. Chưa có lên hàng, ngồi im đó đi bà nội. Thì chuyển hỏi không phải từ từ bà mẹ. Hàng gì mới bán tới giờ rồi nghỉ hả mẹ. Hàng từ từ đây. Để kiếm khai à. Thấy lờ rồi hết trời. Bên kia bầu trời. Áo khoác đen ai cũng như mình đẹp. Chị đá ăn lên đi. Lên 80kg đi. Để đi đâu cũng giới thiệu đồ em bán luôn chị. Đá lên 80kg không. Đừng ăn nhiều quá. Này ít lời còn bộ chị Bùi Thanh Huyền nè. 240. Thì má ơi kiếm bộ đồ còn chết ông chết cha luôn á. Người là bảy đâu rồi. Còn lấp nắp ngoài cửa luôn hả. Em thấy chị á đi ký hợp đồng mà hồi trước luôn á, thấy toàn mặt đồ em. Trời mình nhìn thích quá trời. Thật sự luôn á. Mấy chị bán hàng thấy cái cảm giác là biết mê lắm. Áo 120 này đi dán đi. Đi áo 120, áo sọc 120 ha. Giờ bán tiếp gì mấy chị? Rồi, bán qua tăng bình sinh. Nói giỡn á chứ 10 khăn này mà 90 ngàn là em nói thiệt với mấy chị á là hơi bị sướng luôn ha. Một 10 khăn gì mà 90 ngàn nè mấy chị. Không mua thì giờ mua cái gì nữa mấy chị, đúng không? Nói chung là thứ món lời 10 ngàn, 15 ngàn, 10 ngàn, 15 ngàn cho bán. Nghe mấy chị nha, cho có bán thì mới vui nhà vui cửa ha. Rồi giờ bán gì tiếp? Quần mặc váy ai chốt? Quần mặc váy nãy á chị à? Chị gì? Chị Tú Quỳnh là chốt 3 quần mặc váy nè. Tú Quỳnh 3 quần mặc váy 150. Quần mặc váy ai chốt thì chốt đi nha. Là quần mặc trong cái váy á ha. Cứ 3 quần 150. 3 quần 150. Em còn được có đầm nào đi ký giấy. Có đầm đi ký giấy ly dị thôi. Có đầm đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn mặc bikini đi. Em còn mấy con cô Tông nè. Cô Tông đang mong. Còn mấy con này hình như 5 con hay sao. Ở trên này 5 con. Rồi 5 con này 110 ngàn ha. 5 con này 110 ngàn mấy chị. 5 con này 110 ngàn. Mấy chục ký cũng vừa. 60 đến 95 ký cũng vừa. 5 con. Một bịch khăn mặt của chế Hiếu Trúc nè. 90 ngàn của chế Hiếu Trúc nè. Cô dẻo này là 70 ngàn ha. Có quần mặt váy màu đen không cho chị ba cái. Có chị.
Thôi là vô bắt banh đi xem. Có chị, ba cái của chị bỏ phút nè. Ba cái của chị bỏ phút 150.000. Nào quần, quần mặc váy 15k. Cái mà vô Nguyễn này ở đâu rồi, lóc nít mẹ đi. Hồng tươi, nói Hồng tươi 101 nè chá. Có chị đem bán điểm chửi Nguyễn kia cái này chá. Câu lại nè. Hồng tươi nè. Nè em nói với mấy chị nè, em có cái quần này là 408.000 10 cái. Là vị chi là nhiêu cái mẹ nó đi. Là bây giờ em sẽ bán cho mấy chị. Nhiêu cái 408 là 240 5 cái. Thì bây giờ em bán cho mấy chị 190. Em bán cho mấy chị 190 5 cái. Nhưng mà em nói mấy chị nghe, nó là cái chất gì á mà nó mát chim lắm, giống như cái kiểu thun lạnh á, nhưng mà tới lưng nó rúng nè. Giờ bán 5 cái cho mấy chị 190, nhưng mà toàn màu đậm không ha. 5 cái này nha chị Hiếu Trúc nha, 5 cái đi. Ừ mày vui không, cái tao đánh mệt chết mẹ rồi đó nè. Toàn màu đậm không à, không vừa chị Ly Hồ ơi. Ba toàn màu đậm không ha, toàn màu đậm không. 5 cái của chị Hiếu Trúc để ghi trong bịch này luôn nè. 1 2 3 4 5. 5 cái của chị Hiếu Trúc 109. Quần su má ơi, chất gì mát chim. 5 cái, ừ quần su thì đại khái vậy đi. 1 2 3 4. Đại khái là nó rất là mát. 109 109 của chị Nguyễn Trang Trang. Nó đâu có màu tươi đâu mà không đậm. Bích Thủy nè. 1 2 3 2 3 4 5. 5 cái của Bích Thủy nè. 109 là nhiêu cái? 40.000 hả? 2 cái 70 của Ngọc Anh Nguyễn. Còn đúng 2 cái của Ngọc Anh Nguyễn nè. Lấy cho mày đen với nâu không á? 2 cái 70. 2 cái 70 của Ngọc Anh Nguyễn. Còn quần mặt váy mấy chị có lấy nữa không mấy chị ơi? Quần mặt váy mấy chị có lấy không thì báo em nha. Quần mặt váy còn rất là ít luôn. Còn ít ơi là ít luôn mấy chị ha. Còn quá chị ít luôn. Rồi bây giờ chen là chen sau cùng nha. Giờ mình vừa con ghi giá nè bé ơi. Ghi giá nha. Đưa bút lông à. Ghi giá trong cái kia kìa. Đưa cái kéo. Đưa kéo một kìa, đưa bút lông. Giờ á, em bán cho mấy chị này, em tặng kèm bao lì xì cho mấy chị cho vui thôi nha. Bán tặng cho vui thôi nha mấy chị nha. Mấy chị biết rồi ha, bán tặng cho vui thôi. Dép mang trong nhà. Em nói mấy chị á, mang không có trọt như cái ba đồ quỷ cái gì, cái dép sân bay đồ đâu mấy chị ơi. Nha. Thật lòng luôn á. Thằng này size 40 đến 41 nè. Gì vậy? Đưa cái lục nó xuống, nó sọn nhà dưới đi. Xuống kêu lấy cái bị ấy vô bỏ không, rồi vô được để ngoài. Lấy cái bị ấy được. Cái đôi này là 40 tới 41 nè. Cái đôi này 40 tới 41, giá nhiêu chưa biết. Bây giờ mình bán nhiêu ta? Bán nhiêu cũng miếng thì để em coi cái giá đèn lè nó nha chị. Coi cái giá nó ra cùng người. Nó có 37, 38 nữa nha. Có 37, 38 nữa nha mấy chị nha. Nè cái này là kêu hot trend nè. Hot trend năm nay là mã này nè. Mà mã này thì 120.000. Mã này thì 120.000 ha. Hot trend. Đó. Mã này là mã hot trend nè. Chốt giùm em 7 sắc cầu vồng. Dễ thương lắm mấy chị. Chốt giùm em 7 sắc cầu vồng đi. Em tặng cho mấy chị. Con này 120 ha. 7 sắc cầu vồng 120. 7 sắc cầu vồng là hot trend năm nay nha mấy chị. 120. Gấu rồi nữa nè. Đó. Nói chung là để coi giá à, chứ chưa biết giá. Đâu lại. Từ từ, ráng chút nữa nha. Rồi. À, dép lông. Dép lông là 100.000 nha mấy chị. Dép gấu này là 100.000 tiền số ký.
có hình con ngựa một tuần, có hình con cặc. Quyên ơi, có hình cui được không? Có hình con chim được không? Đây gấu nè. Mấy chị ơi, thứ nhất á là mang không có trượt, thứ hai là rất là mềm ha, sang xếp quần tay áo, sang xếp quần váy áo nơ trắng. Bùi Thanh Huyền đổi đi, có áo ngực chị, có áo ngực chống tụt với áo ngực mặc hàng ngày luôn, đổi cho chị Bùi Thanh Huyền đi. Bây giờ đổi cho chị Bùi Thanh Huyền đi. À, Bùi Thanh Huyền này có cái bill mấy gì ha, xuống lấy thì phải lấy đổi cho đồ cho người ta chứ. Ừ, sợ con tám mà họ có cái đầm là mặc đi cưới chồng thôi. Ừ, mà đòi hút quỷ bảy hoài, thứ quỷ gì đó. 120 mấy chị đủ size nha, 120 nha mấy chị. Con này màu xanh, con này màu xanh size 38-39 nè. À, gấu size 40 của chị Đăng Nguyên. Trời ơi, chị Đăng Nguyên mua về mặc con này 42-43 lần nè. Gấu size 40, 42-43 nè, 42-43. Gấu size như vậy, gấu size 40, gấu size 40 của chị Đăng Nguyên nè, gấu size 40 của chị Đăng Nguyên nè, 100.000 của chị Đăng Nguyên. Bỏ bịch lì xì vô cho chị Đăng Nguyên, bỏ bịch lì xì tặng cho chị Đăng Nguyên đi, một bịch lì xì tặng cho chị Đăng Nguyên nè. Không mà em cũng có con gấu nữa, em có con gấu nữa mấy chị. Cái này caro xanh nè, caro xanh size 40 nè, gấu 42-43 của Kim Ho Trần nè, gấu 42-43 của Kim Ho Trần. Rồi tặng bao lì xì cho Kim Ho Trần. Đúng rồi, 240 bỏ lại đi nè, bỏ Kim Ho Trần. Xếp quần váy nè bây giờ nè, xếp quần váy đây nè, sao ý lên lờ. Cái này là caro xanh nè mấy chị, cái này caro xanh, cái này 40-41 ha, 100.000. Chỉ có cái hot trend nó là nó cao giá thôi, với lại cái eo vì tí xíu nữa nó cao giá thôi. Em có một con xanh lá cây 40-41 nè, dễ thương. Mà cái ở đây quan trọng không phải là dễ thương, mà cái quan trọng là em đi lựa đồ lúc nào cũng phải chất lượng cho mấy chị đó đó. Nếu không chất lượng thì em không có chốt nha. Con eo vì này 39-40 nè, dễ thương mấy chị. 120 eo vì 39-40 nha, 120 mấy chị. Con eo vì này 37-38 nè, cái lùng nó liếc không, cái lùng 37-38 nè, dễ thương ha. 37-38 thấy lời đi. Cưới mã gấu là 100, còn eo vì thì 120 ha. Eo vì 120 mấy chị, eo vì này 39-40, eo vì no 39-40. Ừ, cô đi Hà ơi, cô gửi gì chị đủ không? Con cái cho nó nhận cho đi. Eo vì no nè. Em có một đôi gấu chim tím, gấu chim tím 38-39 bảy màu, bảy màu này là hot trend năm nay nè mấy chị, 40-41 đó. Trong nhà là phải mang lông buộc như thế này nè mấy chị, nó mới sướng, nó mới sướng hơn ngày hôm qua. Xinh luôn mấy chị, trời ơi má ơi, xinh quá trời xinh luôn, xinh ơi là xinh luôn đó. Em có đôi eo vì hồng, eo vì hồng 39-40, ai chốt đôi này dễ thương nè đó. Rồi vậy đi, mai mình gặp lại đi ha. Caro chiếu chiếu đó. Rồi vậy đi, mai mình gặp lại mấy chị, ok chưa mấy chị nha, ok chưa, ok chưa. Dễ thương quá mấy chị, chị đang dễ thương mình thấy em quá trời luôn mấy chị. Eo bị hồng rồi luôn nè, ủa em có bán eo bị hồng không? À đôi này, một đôi duy nhất 39-40, 120 của chị Nguyễn Trang Trang, xé nè, 120 của chị Nguyễn Trang Trang, bỏ bao lì xì lên. Trời ơi, em nói thật á, về nhà mấy chị thấy cái lông đi rồi mấy chị sẽ hỏi em nữa là Yên ơi, à, cái lấy cái ấy xong rồi ấy có ấy không? 2 trăm hai phải không? Đúng rồi, 120, chị có gấu là 100 thôi. Em nói thiệt luôn á, mấy chị lấy cái này về á, trời ơi cái đôi này nó êm quá trời luôn mấy chị. Rồi.
Cô này im quá trời im luôn. Trang đôi mang dây dẫn trong nhà. Chết mẹ, quên gửi bill cho bà Ho, bà chửi nữa kìa. Trời ơi má ơi, dễ thương quá trời luôn mấy chị. Rồi vậy mai gặp lại nha mấy chị nha. Mai gặp lại nè.